Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1101, nói hưu nói vượn. Lâm Hư nhìn chằm chằm Lâm Tòng Vân, cháu nên biết nếu cháu bị lộ, ta sẽ không bảo vệ cháu. Lâm Tòng Vân cười nói, ta biết, nhưng ta vẫn muốn liều một phen, vì chính mình, cũng là vì Linh Hư tinh cung. Nghe vậy, Lâm Hư thầm thấy ấm áp, nhỏ giọng nói, đi đi. Lâm Tòng Vân xoay người rời đi. Sau khi y đi, Lâm Hư đột nhiên nói, hai người đi theo nó, lúc cần thiết thì ra tay giúp đỡ. Hai người trong bóng tối lặng lẽ rời đi. Lâm Hư nhìn về cuối chân trời xa xa, nhẹ giọng nói, tiểu tử kia cứ muốn làm khổ mình, sống sót không tốt sao? Dị vực. Sau khi vị ương thiên rời đi, Diệp Huyên vội vã gọi đế khuyển, sau đó kéo đế khuyển bỏ chạy. Hắn cảm nhận được vị ương thiên đã rời đi, bây giờ nếu tiếp tục ở lại thì thật sự rất ngu xuẩn. Dù đế khuyển vẫn không muốn đi lắm, nhưng Diệp Huyên cũng không chiều theo nó, ép nó đi theo. Tiên hiệp hay. Nhưng hắn đau khổ phát hiện cánh cửa vị ương thiên tạo ra cho mình khi nãy đã biến mất rồi. Vị ương thiên lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, nói hưu nói vượn. Dứt lời, nàng ta vung tay phải lên, không gian trước mắt lập tức nứt ra. Sau đó, nàng ta dẫn Diệp Huyên đi vào trong khe nứt không gian. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên, đế khuyển và vị ương thiên bắt đầu xuyên qua không gian. Chương 1102. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, vị ương. Vẻ mặt vị ương thiên không chút cảm xúc. Diệp Huyên hỏi, người ta gặp được ở thanh thương giới là muội đúng không? Vị ương thiên không nói gì. Diệp Huyên đang định hỏi tiếp. Vị ương thiên đột nhiên hỏi, bảo vật này đã nhận ngươi làm chủ nhân rồi à? Diệp Huyên gật đầu, phải. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngươi có biết bây giờ có bao nhiêu người có ý đồ với nó không? Diệp Huyên cười khổ, ta biết. Nói xong, hắn lắc đầu, vị ương, thật lòng thì ta cũng không thích thứ này lắm. Bảo vật này mang đến cho hắn rất nhiều lợi ích, nhưng cũng mang đến rất nhiều phiền phức. Nếu lúc đầu không nhờ cô gái váy trắng chân áp cái tháp này thì hắn đã chết từ lâu rồi. Mà bây giờ, kẻ ở tầng 5 càng không phải một kẻ hiền lành, nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ nổ tung. Vị ương thiên nhìn Diệp Huyên, vì sao? Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, bảo vật này là phúc cũng là họa, còn là họa lớn. Nếu những người kia hiểu sự nguy hiểm của thứ này, có đánh chết bọn họ cũng không muốn đi cướp. Từ đầu đến giờ, đại thần tầng 2, giản tự tại ở tầng 4, lúc đầu một người một thú này không giết hắn đều có liên quan đến cô gái váy trắng, đặc biệt là đại thần tầng 2, lúc đầu người này rất muốn giết hắn. Ngoài ra cái tháp này còn chấn động mấy lần, nếu không nhờ kiếm trên đỉnh áp chế thì hắn đã đi đời từ lâu. Nói chung hắn có thể sống đến bây giờ đều là vì có người bảo vệ và may mắn. Nó vẫn khá tôn trọng vị ương thiên. Vì vị ương thiên rất mạnh, hơn nữa bây giờ nó cũng đánh không lại. Vị ương thiên nói, năm đó ta từng đến vô gian luyện ngục, ở nơi sâu nhất kia có một linh hồn rất mạnh mẽ. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người từng gặp người đó. Diệp Huyên gật đầu, có lẽ người vị ương thiên nói là Minh Vương. Chương 1103, quen biết ở hạ giới. Vị ương thiên còn muốn nói thêm gì đó thì lúc này. Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, không biết một người đàn ông trung niên đã xuất hiện trước mặt bọn họ từ lúc này, nhưng ông ta chỉ là hư ảo, không phải bản thể. Người đàn ông trung niên cười khẽ, cung chủ vị ương, đã lâu không gặp. Vị ương thiên nhẹ giọng nói, Mạc Thiên Hành, ông muốn chặn ta ở đây ư? Mạc Thiên Hành đáp, đúng thế, mong cung chủ chỉ giáo. Dứt lời, ông ta xòe tay ra. Một tấm gương màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta, tay trái ông ta bấm quyết, trong miệng thầm đọc một loại thần chú. Lúc này, vị ương thiên bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên vỗ vai hắn một cái, Diệp Huyên bay thẳng về phía xa. Diệp Huyên ngây người, lúc này, giọng nói của vị ương thiên vang lên trong đầu hắn, lập tức trở về Táng Thiên Trường Thành. Trong vết nứt không gian, Diệp Huyên hơi do dự, sau đó xoay người đi về phía xa. Bây giờ đi xuyên qua không gian vẫn là một việc khá mất sức với hắn, nhưng may là có đạo tắc không gian, vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Diệp Huyên tăng tốc, chẳng mấy chốc,
phía sau hắn truyền đến tiếng nổ vang. Lúc này, Đế Khuyển đột nhiên nói, lên. Diệp Huyên lập tức leo lên lưng Đế Khuyển chạy nhanh về phía trước. Đế Khuyển nói, tiểu tử, hình như những người này muốn ngăn cản phân thân kia của nàng ta trở về. Diệp Huyên gật đầu, phân thân của nàng ta ở đây, thực lực bản thể không thể đạt đến trạng thái đỉnh cao. Có lẽ đây là mục đích của bọn họ. Nói đến đây, hắn xa sầm mặt, bọn họ ra vẻ mục tiêu là ta nhưng thật ra là vì khống chế nàng ta, lần này, có thể nói là ta làm liên lụy đến nàng ta rồi. Đế Khuyển hỏi, sao ngươi lại quen biết nàng ta? Diệp Huyên đáp, quen biết ở hạ giới. Đế Khuyển im lặng một lát, sau đó nói, ta phát hiện tuy thực lực của ngươi yếu như gà, nhưng vì sao người ngươi quen đều mạnh thế? Tiểu tử, có phải kiếp trước ngươi làm việc tốt gì đó, nên kiếp này mới may mắn thế không? Ha ha! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1104, một tiếng kiếm reo rung động chân trời. Diệp Huyên vừa cất lời, Đế Khuyển đã xông về phía thánh chủ. Trên lưng Đế Khuyển, Diệp Huyên nắm chặt thanh kiếm bên hông bằng tay phải, thủ thế chờ đợi. Nhìn thấy Đế Khuyển và Diệp Huyên xông tới, ánh mắt thánh chủ dần trở nên lạnh lẽo, sau đó, ông ta nâng tay phải lên, không gian trước mặt ông ta bắt đầu chập trùng như sóng gợn. Cùng lúc đó, lực lượng không gian mạnh mẽ không ngừng di chuyển về phía Đế Khuyển và Diệp Huyên. Đế Khuyển và Diệp Huyên ngày càng đến gần. Diệp Huyên đột nhiên nhảy lên, rút kiếm chém ra. Đế Khuyển xông lên trước, cú va chạm của nó khiến không gian trước mặt nó và Diệp Huyên trực tiếp vỡ tan. Diệp Huyên thành công đi tới trước mặt thánh chủ, rút kiếm một cái. Ong! Một tiếng kiếm reo rung động chân trời. Thánh chủ lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ông ta siết chặt tay phải, sau đó đấm ra một quyền, vào khoảnh khắc một quyền của ông ta đánh tới, một tia kiếm quang cũng lặng lẽ xuất hiện. Tia kiếm quang kia không hề có dấu hiệu báo trước. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thánh chủ hoàn toàn thay đổi, nắm đấm của ông ta đổi từ công thành thủ, chặn trên đầu mình. Ầm! Kiếm quang chém thẳng lên nắm đấm của thánh chủ, khiến ông ta lùi lại mấy trượng, lúc này... Đế Khuyển tông tới trước mặt thánh chủ giơ hai tay về phía trước chặn lại. Ầm! Thánh chủ bị cú va chạm của Đế Khuyển làm bay ra ngoài trăm trượng. Thánh chủ vừa mới dừng lại, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt ông ta, sau đó, một tia kiếm quang hung ác chém xuống trước mặt ông ta. Sắc mặt thánh chủ chợt trở nên dữ tợn, một giây sau, ông ta siết chặt tay phải, đánh một cái lên trên, cú đấm đánh ra như núi lửa dâng trào. Một sức mạnh kinh khủng đánh vỡ kiếm quang của Diệp Huyên, nhưng một tia phi kiếm đã lặng lẽ chém lên đầu thánh chủ. Phi kiếm. Thánh chủ bỗng xoay người, khi nhìn thấy bóng đen này, sắc mặt ông ta thay đổi, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Chẳng mấy chốc, một cái bóng màu đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Đế Khuyển, người đến chính là A Quỷ. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, A Quỷ đột nhiên cất lời, đi về trước. Diệp Huyên trầm giọng nói, vị ương muội ấy. Chương 1105, tiếp theo là chiến trường của các ngươi. A Quỷ hơi sửng sốt, rõ ràng là ngạc nhiên vì xưng hô của Diệp Huyên, nhưng gã cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói, bọn họ không làm gì được cung chủ đâu, bây giờ đi theo ta. Diệp Huyên gật đầu, đi. Diệp Huyên, A Quỷ và Đế Khuyển nhanh chóng xuyên qua đường hầm không gian, trở về Táng Thiên Trường Thành. Khi trở về Táng Thiên Trường Thành, sắc mặt Diệp Huyên thay đổi. Lúc này, bên ngoài Táng Thiên Trường Thành có mấy truyền tống trận khổng lồ, trong mấy cái truyền tống trận không gian kia mơ hồ có thể nhìn thấy những thông đạo. Trên tường thành, Diệp Huyên nhìn về phía A Quỷ, tiền bối đi bằng. A Quỷ nói với giọng điệu nặng nề, truyền tống không gian, đại quân Ma Kha tộc sẽ đưa người tới đây qua thông đạo không gian này. Diệp Huyên trầm giọng nói, bọn họ còn có đại quân ư. A Quỷ nhìn Diệp Huyên, Ma Kha tộc không phải là một tộc, mà là do vô số tộc tạo thành. Nói xong, gã ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở cuối chân trời xa xa kia thỉnh thoảng truyền đến từng trận rung động. Diệp Huyên hỏi, đang đánh nhau à? A Quỷ gật đầu. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Bên trong truyền tống trận không gian lớn nhất ở cách đó không xa xuất hiện một đám người, người dẫn đầu chính là Mạc Tà kia,
Diệp Huyên còn nhìn thấy một người quen ở bên cạnh Mạc Tà, là người lúc trước từng giao thủ với hắn. A quỷ nhẹ giọng nói, bọn họ đến rồi. Lúc này, trên táng thiên trường thành lần lượt có người xuất hiện. Diệp Huyên nhìn một vòng, trong đó có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, cũng có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, rõ ràng là Bạch Tiên Sinh và A Quỷ đã gọi hết thiên tài của Vị Ương ở bên ngoài trở về. Lúc này, A Quỷ ở bên cạnh Diệp Huyên chợt cất lời, tiếp theo là chiến trường của các ngươi. Nói xong, gã lặng lẽ lùi về. Diệp Huyên giơ ngón giữa với người đàn ông áo đen. Phía xa, người đàn ông áo bào đen lập tức giận tím mặt, chỉ vào Diệp Huyên, Diệp Huyên, ra đây chịu chết đi. Diệp Huyên trên tường thành tung người bay lên, đi tới trước mặt người đàn ông áo bào đen, Diệp Huyên cười nói rõ trước, nếu ngươi sợ chết thì đổi người khác đến đi, ta thật sự không muốn đánh nhau với người đánh một hồi đã bỏ chạy. Người đàn ông áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi quá ngông cuồng, ngươi. Chương 1106, bí thuật. Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, muốn đánh thì đánh, đừng có nói nhảm nhiều thế. Tả Thanh ở một bên chợt cất lời, Thương Việt huynh, nếu huynh không đánh thì để ta. Nói xong, gã bước ra. Người đàn ông áo bào đen tên Thương Việt trầm giọng nói, hắn là của dị vực ta. Thiên sát bên cạnh Tả Thanh nổi giận, vậy ngươi mau đánh đi chứ. Ngươi không đánh, người ngoài còn tưởng ma kha tộc ta sợ Diệp Huyên hắn nữa. Địa sát rất ít nói chuyện cũng gật đầu, nếu các hạ không dám lên, ma kha tộc ta sẽ tự lên. Sắc mặt của người đàn ông áo bào đen và cô gái phía sau hắn ta đều trở nên khó coi. Khinh thường. Bọn họ cảm nhận được ma kha tộc này và tinh vực Vị Ương đều hơi coi thường bọn họ. Cô gái phía sau Thương Việt bèn muốn ra tay, nhưng Thương Việt chặn ả lại, để ta. Nói xong, hắn ta lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Diệp Huyên. Thương Việt nhìn Diệp Huyên. Đang muốn nói chuyện thì có một tia kiếm quang lặng lẽ chém tới. Kiếm quang im hơi lặng tiếng, tựa như không khí. Cảm nhận được tia kiếm quang này, sắc mặt Thương Việt chợt thay đổi, hắn ta chắp hai tay lại, một tấm chắn mà xanh mưa xê xuất hiện trước mặt. Kiếm chém tới. Ầm. Tấm chắn kia lập tức vỡ tan. Đúng lúc này, Thương Việt bước nhanh về phía trước, đấm ra một quyền, sức mạnh to lớn xuất hiện từ trên nắm đấm. Lúc này, một tia kiếm quang chém tới. Ầm. Kiếm quyền chạm vào nhau, Thương Việt liên tục lùi về sau, trong lúc hắn ta lùi lại có một tia kiếm quang lặng lẽ chém tới. Tả Thanh ở một bên nhẹ giọng nói, bí thuật. Mạc Tà gật đầu, những người của dị vực này đều am hiểu bí thuật, tiếc là không có bí thuật thượng cổ, nếu là bí thuật thượng cổ. Tả Thanh nhìn về phía Mạc Tà. Mạc Tà nói, nếu là bí thuật thượng cổ thì dù là ta cũng phải kiêng dè ba phần. Hình thể của Thương Việt càng lúc càng to, trong chốc lát, hình thể của hắn ta to hơn trước đó không chỉ mấy lần. Cùng lúc đó, hơi thở của hắn ta cũng mạnh hơn gấp mấy lần. Chương 1107, để ta ra tay. Thương Việt nhìn chằm chằm Diệp Huyên, một giây sau, hắn ta xông thẳng về phía Diệp Huyên, mỗi khi bước xuống một bước. Không gian xung quanh sẽ không ngừng chấn động, cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyên cầm kiếm đứng yên, khi Thương Việt đi tới trước mặt hắn, Diệp Huyên đột nhiên nhảy lên, rút kiếm chém xuống. Ong! Tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Nhìn thấy chiêu kiếm này của Diệp Huyên, Thương Việt nở nụ cười châm chọc, hắn ta đánh ra một quyền, sức mạnh to lớn khiến không gian trăm trượng xung quanh chấn động như muốn sụp đổ, cực kỳ đáng sợ. Thanh kiếm của Diệp Huyên vẫn chém xuống, nhưng không biết thanh kiếm của hắn đã biến thành kiếm chấn hồn từ lúc nào. Ầm. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, một bóng người bay ngược ra ngoài, bóng người này chính là Diệp Huyên. Nhưng tất cả mọi người đều đang nhìn về phía Thương Việt. Sau khi đánh bay Diệp Huyên, linh hồn và thân thể của Thương Việt lập tức tách nhau ra, chẳng những thế, linh hồn của hắn ta còn bị cố định tại chỗ, không thể nhúc nhích. Thương Việt sợ hãi nhìn quanh, vẻ mặt mờ mịt. Mọi người cũng hơi khó hiểu. Chuyện gì vậy? Diệp Huyên ở phía xa đứng lên, hắn lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn về phía Thương Việt ở cách đó không xa, Thương Việt cũng nhìn hắn chằm chằm, ngươi vừa làm gì ta? Diệp Huyên nhếch miệng cười,
Giơ kiếm trấn hồn lên nhẹ giọng nói, thu. Dứt lời, trong ánh mắt của mọi người, linh hồn của Thương Việt biến thành một ánh sáng đen chui vào trong kiếm trấn hồn. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Mấy người Mạc Tà đều nhìn về phía Diệp Huyên. Tả Thanh bên cạnh Mạc Tà trầm giọng nói, để ta ra tay. Nói xong, gã lập tức muốn ra tay, lúc này, Mạc Tà đột nhiên nói, có người đến. Một giọng nói chợt vang lên ở chân trời xa xa, người dị vực ta vẫn chưa chết hết, không đến lượt người của Ma Kha tộc các người ra tay. Sau giọng nói này, không gian trong không trung lập tức nứt ra, sau đó, một người đàn ông trưởng thành cầm trường thương trong tay đi ra từ trong đó. Chương 1108 ta cũng không sợ lắm. Người đàn ông mặc áo vải, trường thương trong tay quấn vải, đôi mắt sắc bén như đao. Mạc Tà ở bên dưới cười khẽ, cuối cùng cũng đến rồi à. Trên không trung, người đàn ông cầm thương bước chậm về phía Diệp Huyên ở bên dưới, chẳng mấy chốc hắn ta đã tới trước mặt Diệp Huyên. Hắn ta đang định ra tay, lúc này Diệp Huyên bỗng lên tiếng, ta cần chữa thương. Mọi người. Người đàn ông cầm thương cũng sững sờ, chữa thương. Diệp Huyên gật đầu, vừa rồi đánh một trận với thiên tài dị vực các ngươi, ta đã bị thương nặng. Đừng nói người muốn dậu đổ bìm leo đấy nhé. Nghe vậy, vẻ mặt người đàn ông lập tức trở nên khó coi, giả quý ta là loại người dậu đổ bìm leo đó sao? Ngươi! Diệp Huyên vội ngắt lời, không phải thì tốt, ta đi đây. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi không chút do dự. Mọi người! Người đàn ông tên giả quý đứng lặng người, hiển nhiên hắn ta cũng không ngờ Diệp Huyên có thể như vậy. Lúc này một người đàn ông xuất hiện trước mặt Dạ Quý, người đến chính là Chu Sinh Sinh. Chu Sinh Sinh nhìn Dạ Quý, cầm trường thương xoay nhẹ, ta dùng thương, người cũng dùng thương, luận bàn thử không? Dạ Quý lạnh nhạt đáp, kính tiếp. Chu Sinh Sinh nhếch miệng cười, hắn ta run lên rồi xông thẳng về phía Dạ Quý. Ngay sau đó hàng loạt tiếng nổ liên tục vang lên. Một bên khác. Tả Thanh đứng cạnh Mộc Tử đột nhiên hỏi, giờ phải làm sao? Mộc Tử cười đáp, đánh. Nghe vậy, thiên sát và địa sát phía sau hắn ta lập tức bay tới đối diện, lúc này trong thành có hai người chợt bay ra từ trên tường thành, chẳng mấy chốc hai bên đã lao vào đánh nhau. Thấy Diệp Huyên đang chữa thương, Tiểu Linh Nhi ngoan ngoãn không làm phiền. Cô bé ngồi đối diện Diệp Huyên, hai tay chống cằm nhìn hắn. Một canh giờ sau. Sau khi vết thương của Diệp Huyên khôi phục, Tiểu Linh Nhi vội vàng chạy tới trước mặt hắn, Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, đang lo lắng cho tầng 5 à. Tiểu Linh Nhi lắc đầu, ta cũng không sợ lắm. Diệp Huyên cười bảo, ta biết, Tiểu Linh Nhi dũng cảm lắm mà. Chương 1109, người có thể ngăn cản tên kia không? Tiểu Linh Nhi chớp mắt, sau đó biến ra một quả đỏ rực đưa cho Diệp Huyên, ăn. Diệp Huyên nhận lấy quả rồi quan sát nó, quả óng ánh sực nước mùi hoa quả, thoạt nhìn không phải vật phàm. Diệp Huyên cắn nhẹ một miếng, vừa ngọt vừa giòn, điều quan trọng nhất là hắn cảm thấy có một nguồn năng lượng tiến vào cơ thể hắn, sau đó được cơ thể hắn hấp thu. Đồ tốt! Diệp Huyên nhìn Tiểu Linh Nhi cười nói, cảm ơn. Tiểu Linh Nhi tuét miệng cười, sau đó xoay người ôm mấy quả linh quả đi lên tầng 2. Thấm thoát cô bé đã coi Diệp Huyên và đại thần tầng 2 như người thân. Sau khi ăn linh quả xong, Diệp Huyên đi tới bên cạnh đế khuyển. Nó đang nằm dưới đất, một hơi thở mạnh mẽ không ngừng tản ra quanh người nó. Diệp Huyên biết đế khuyển hẳn là sắp thăng cấp, phải biết rằng lúc đó ở dị vực nó đã cắn nuốt rất nhiều yêu thú. Dị vực. Vừa nghĩ đến dị vực, Diệp Huyên vội vàng lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ. Trong chiếc nhẫn này chứa bảo vật mà hắn lấy được ở dị vực trước đó. Thật ra hắn cũng không lấy được bảo vật gì tốt ở dị vực, chỉ lấy được vài món thánh khí, ngoài ra tử nguyên tinh cũng chỉ được hơn 30 triệu. Tuy hơi thất vọng nhưng Diệp Huyên cũng biết chuyện này rất bình thường, bởi vì bảo vật tốt thật sự chắc chắn người ta luôn giữ trong mình, không thể đặt ở nhà. Nhưng không sao cả, có còn hơn không? Đặc biệt bây giờ hắn cũng đang rất cần tử nguyên tinh. Vì hiện tại mỗi lần chữa thương hoặc đột phá hắn đều cần một lượng tử nguyên tinh khổng lồ. Diệp Huyên nhìn thoáng qua đế khuyển, không làm phiền nó,
đang định rời đi thì giọng đại thần tầng 2 chợt vang lên, lại đây. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía tầng 2, sau đó hắn lập tức xuất hiện ở tầng 2. Trong tầng 2, đại thần tầng 2 trầm giọng nói, nhiều nhất nửa tháng. Diệp Huyên không hiểu, là sao ạ? Đại thần tầng 2 nhìn hắn, nhiều nhất nửa tháng nữa là tầng 5 có thể ra ngoài. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức sầm mặt, người có thể ngăn cản tên kia không? Lúc này đại thần tầng 2 đột nhiên biến mất. Ầm, tầng 1 bỗng phát ra một tiếng nổ lớn, tiếp đó Diệp Huyên nghe thấy tiếng kêu rên của đế khuyến. Diệp Huyên lắc đầu. Chương 1110, ít nhất là hiện tại không đánh lại. Mặc dù đế khuyến rất mạnh, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng đại thần tầng 2 càng đáng sợ hơn. Bởi vì đại thần tầng 2 bị nhốt trong này, nhưng cả thần tộc chỉ có Giản Tự Tại có tư cách bị nhốt trong này thôi. Đế khuyển khiêu khích đại thần tầng 2 thì chính là đang tìm đánh. Một lát sau đại thần tầng 2 trở lại tầng 2, nàng ta nhìn Diệp Huyên, có vấn đề gì không? Diệp Huyên vội lắc đầu, không có vấn đề. Hắn vẫn chưa quên tính tình của đại thần tầng 2 còn nóng hơn Giản Tự Tại đâu. Đại thần tầng 2 lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, nửa tháng sau, hoặc là ngươi tìm được đạo tắc, hoặc là thanh kiếm này đưa nàng ấy về, nếu không ngươi cứ chờ chết đi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, ta không có chút phần thắng nào sao? Đại thần tầng 2 lạnh nhạt nói cho ta biết ngươi có phần thắng gì nào? Người ta có thể bóp chết người chỉ bằng một ngón tay đấy. Diệp Huyên mặt không chút cảm xúc, ta có thể đồng quy vu tận với đối phương. Đại thần tầng 2 hỏi, cho nổ tháp giới ngục sao? Diệp Huyên gật đầu. Đại thần tầng 2 nhìn Diệp Huyên với vẻ thương hại, ngươi dùng gì để cho nổ tháp này? Ngươi chết 100 lần, tháp này cũng sẽ không có vấn đề. Diệp Huyên xa sầm mặt, nói vậy là nếu ta muốn chết thì tháp này sẽ mặc kệ ta, đúng không? Đại thần tầng 2 thản nhiên hỏi ngược lại, ngươi nghĩ sao? Diệp Huyên không đổi sắc mặt, vậy ta sẽ tặng nó cho người khác. Ta không cần nữa. Khóe mắt đại thần tầng 2 khẽ giật. Nàng ta lắc đầu, ngươi cũng được coi là một người tài. Trung Quy vẫn thật sự không đánh lại người ta. Ít nhất là hiện tại không đánh lại. Nhưng sau này, hắn biết rất có thể sẽ không có sau này. Đại thần tầng 2 đột nhiên phất tay, ra ngoài đi. Chương 1111, phân sinh tử. Diệp Huyên quay lưng đi, khi bước tới cửa hắn bỗng dừng lại, sau đó nhẹ giọng nói, đại thần tầng 2. Người đã giúp ta đủ nhiều rồi. Người có thể rời đi bất cứ lúc nào, thật đó. Nói xong, hắn liền biến mất ở cửa. Trong lòng hắn luôn biết ơn đại thần tầng 2. Bởi vì đối phương quả thật đã giúp hắn rất nhiều, và giờ hắn thật sự không có mặt mũi nhờ đối phương đi liều mạng với tầng 5. Vì mục tiêu của tầng 5 có lẽ chỉ là hắn và tháp mà thôi. Do đó, nếu đại thần tầng 2 muốn rời đi, đặc biệt là đi ngay bây giờ, tầng 5 chắc chắn sẽ không nhằm vào nàng ta. Về bản thân hắn, hắn cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Coi nhẹ sống chết, không phục thì đánh. Sau khi rời khỏi tháp giới ngục, Diệp Huyên tới Táng Thiên Trường Thành, lúc này bên dưới Dạ Quý và Chu Sinh Sinh đang chiến đấu kịch liệt, cả hai đều dùng thương, cuộc chiến vô cùng ác liệt. Ở bên khác, Thiên Sát và Địa Sát cũng đang đánh nhau với hai thiên tài của tinh vực Vị Ương. Diệp Huyên chưa gặp hai thiên tài này bao giờ, là hai người đàn ông, thực lực đều rất mạnh, có điều cả hai đều bị Thiên Sát và Địa Sát áp chế, hơn nữa còn là áp chế chặt chẽ, họ chỉ có thể bị động phòng thủ. Nếu cứ tiếp tục thế này, thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạc Tà cách đó không xa, cảm giác mà Mạc Tà mang lại cho hắn là sâu không lường được. Hắn chỉ có cảm giác này từ một số lão quái vật. Dường như phát hiện ánh mắt của Diệp Huyên, Mạc Tà đột nhiên nhìn về phía hắn. Vừa thấy Diệp Huyên, Mạc Tà mỉm cười. Cô gái tóc đỏ đằng sau Mạc Tà bỗng lên tiếng, ta đấu với hắn. Mạc Tà cau mày, A Phượng. Nghe vậy, cô gái dừng lại nhìn Mạc Tà, người sợ ta không đánh lại hắn. Mạc Tà lắc đầu, cô có đối thủ khác, hắn là của Tả Thanh. Nói xong hắn ta nhìn sang Tả Thanh khẽ gật đầu, sau đó bước về phía Diệp Huyên cách đó không xa.
A Phượng lạnh lùng nói, không thể nhường hắn cho ta sao? Ta đã gai mắt hắn lâu rồi. Mạc Tà bảo, đại cục làm trọng. Đại cục. Nói xong, gã từ từ nâng tay phải, sau nháy mắt linh khí trong thiên địa cũng bắt đầu hội tụ vào giờ phút này. Diệp Huyên yên lặng trong giây lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Tả Thanh, cười nói, phân thắng bại có gì thú vị, phân sinh tử luôn đi. Phân sinh tử. Diệp Huyên vừa dứt lời, một tiếng kiếm reo liền phóng thẳng lên tận trời cao, làm chấn động cả chân trời. Chương 1112 nhanh đến nhường này. Càng lúc càng nhiều ánh mắt đổ dồn vào Diệp Huyên và Tả Thanh. Diệp Huyên cầm kiếm tiến tới, Tả Thanh cũng vươn tay phải ra, một thanh đao dài 4 thước, bản đao cực rộng, trông như một con dao phay xuất hiện. Vào giây phút Diệp Huyên bỗng nhiên biến mất, Tả Thanh cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Một khắc sau, gã bước lên trước, vung đao chém xuống. Xoẹt. Không gian bị lưỡi đao rạch nát dễ dàng như rạch một tờ giấy. Kiếm của Diệp Huyên cũng đã đến. Hai bên cứng đối cứng. Ầm. Một tiếng nổ phát ra, không gian bốn phía chấn động kịch liệt, hai đối thủ liên tiếp thối lui. Một tia kiếm quang lặng lẽ thoáng qua trên sân đấu khiến Tả Thanh biến sắc. Nhưng dường như gã đã có chuẩn bị từ trước, nhanh chóng xoay đao cản lại. Duỳnh. Phi kiếm bay đến, đại đao run lên, chủ nhân lùi lại. Diệp Huyên xuất hiện ngay trước mắt Tả Thanh vào khoảnh khắc ấy, rút kiếm ra. Gã nheo mắt lại, trong đầu đã chuẩn bị sẵn vài phương pháp ứng đối. Khi kiếm của Diệp Huyên rời vỏ, Tả Thanh cũng vung đao chém tới. Nhưng đồng thời, linh hồn của Diệp Huyên cũng rời khỏi thể xác vào đúng lúc ấy. Trên sân bây giờ đã có đến hai hắn. Bước ngoặt bất ngờ này khiến Tả Thanh kinh ngạc, gã quả quyết bỏ qua thân xác Diệp Huyên, nào ngờ linh hồn hắn lại ra tay nhanh hơn, chém một đường kiếm vào đầu gã. Tả Thanh không thể không chuyển công thành thủ, xoay đao sang ngang. Choang! Kiếm vừa nện xuống, Tả Thanh đã liên tục thối lui. Diệp Huyên đã trở lại thân xác tự bao giờ, tung ra một thanh phi kiếm xuyên thủng ngực gã. Khi Diệp Huyên lần nữa lao đến, Tả Thanh đột nhiên biến mất, lưỡi đao sắc lẹm đồng thời bổ xuống. Diệp Huyên nhanh nhẹn lách mình, giẫm chân búng về sau hơn 10 trượng. Đao của Tả Thanh vẫn rơi xuống, một tia đao khí sáng lòa như ánh sét nổ ra trong sân. Diệp Huyên cũng giơ kiếm đâm tới. Uỳnh! Tia đao khí kia vỡ vụn. Tả Thanh cúi đầu nhìn xuống bụng mình, nơi có một lỗ hổng toang hoác đang nhanh chóng liền lại. Sau đó gã nhìn sang đối diện, khẽ thốt lên, đường kiếm này của ngươi. Nhanh thật đấy, cả đòn kết hợp giữa thể xác và linh hồn nữa, quả thật vô cùng độc đáo. Diệp Huyên cũng mở miệng, thể chất của ngươi cũng đặc biệt thật. Chiêu vừa rồi của hắn đã có thể kết liễu đối phương, nhưng Tả Thanh vẫn sừng sững ra đó, chẳng mảy may suy xuyển. Gã cười, tiếp tục. Vừa dứt lời, gã đã xách đao vọt đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, khi đến trước mặt Diệp Huyên chỉ còn là một bóng mờ. Nhanh đến nhường này. Thanh đại đao vung lên cao, Tả Thanh bổ mạnh nó xuống, phá diệt. Chương 1113 thật sự không thể giết sao. Trên lưỡi đao là một tia đao mang đen tuyền ngưng tụ. Nó lia qua đâu, không gian nát vụn đến đó. Mặt đất dưới chân Diệp Huyên bỗng run rẩy dữ dội, đại địa chi lực và lực lượng không gian khắp bốn phía như những con sóng ồ ạt tuôn vào cơ thể hắn. Sau đó, hắn vung kiếm chém ra. Choang! Một tiếng kiếm minh chấn động chân trời. Uỳnh! Không gian vỡ toang, hai người liên tục lùi lại, bỗng có những thanh phi kiếm xuất hiện, lao đến như những tia chớp nhằm vào chỗ hiểm của Tả Thanh. Nhưng thanh đao trong tay Tả Thanh cũng không nhàn rỗi, liên tục vung qua vung lại. Bất thình lình, Diệp Huyên đã vọt đến trước mặt gã, vô số thanh phi kiếm cũng vùn vụt lao đến. Ở một bên, Mạc Tà khẽ nhíu mày. Tả Thanh đang bị áp đảo. Cô gái tên A Phượng đứng bên hắn ta cũng thấp giọng nói, phi kiếm của tên này nhanh thật. Tốc độ quả thật không tệ, Mạc Tà gật đầu, một tia lo lắng ánh lên trong mắt. Một âm thanh đinh tai chợt phát ra, Diệp Huyên và Tả Thanh không ngừng lùi lại. Tả Thanh vừa đứng vững đã phát hiện một tia kiếm quang âm thầm lao đến từ lúc nào. Gã hốt hoảng,
vội vã chắp hai tay lại. Uỳnh! Gã chụp được một thanh phi kiếm, nhưng cũng bị nó đẩy lùi lại, đồng thời đã có thêm càng nhiều phi kiếm xuyên thấu thân thể gã, trong đó một thanh đâm thẳng vào giữa trán. Trong mắt người khác, Tả Thanh bị đẩy đi hơn trăm trượng mới dừng lại được với tấm thân lỗ chỗ vết thủng từ trên xuống dưới. Sắc mặt mọi người đều thay đổi kịch liệt, mang theo vẻ kiêng kỵ sâu sắc, ngay cả A Phượng cũng không ngoại lệ. Những thanh phi kiếm ấy vừa nhanh vừa mạnh, khó lòng phòng bị. Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Tả Thanh, kinh ngạc thấy những lỗ thủng trên người gã đang nhanh chóng khép lại. Các thiên tài Táng Thiên Trường Thành thấy vậy thì không khỏi sầm mặt. Chẳng lẽ tên này bất tử? Sắc mặt Diệp Huyên cũng có phần khó xem. Phi kiếm của hắn rõ ràng đã xuyên thấu chỗ hiểm của Tả Thanh, vậy mà vẫn chưa kết liễu được gã ư. Thật sự không thể giết sao? Đối diện hắn, Tả Thanh hít vào một hơi thật sâu. Vết thương trên người gã đã hoàn toàn lành lại, nhưng sắc mặt cũng đã tái đi rất nhiều. Gã chậm rãi nắm hai tay lại, không gian bốn phía ù ù rung động. Diệp Huyên lặng lẽ hỏi, tiểu hồn có biết thể chất của gã là gì không? Thể chất vô địch ư? Không biết nữa, tiểu hồn đáp. Diệp Huyên, chương 1114 thế chẳng phải là vô địch rồi sao? Bỗng nhiên, đại thần tầng 2 lên tiếng, tên này chính là thể chất bất tử trong truyền thuyết. Diệp Huyên nghe mà đen cả mặt, thế đánh mãi không chết thật à? Tất nhiên không phải vậy, đối phương nhẹ giọng đáp, nếu ta đoán không sai, gã không phải là bản thể. Không phải bản thể ư? Diệp Huyên nhíu mày, là sao? Thứ ngươi đang nhìn thấy là do thiên địa chi khí ngưng tụ mà thành. Kiếm của ngươi chỉ có thể tiêu hao chứ không thể giết, trừ khi ngươi giết gã trên 100 lần, khiến gã hoàn toàn tan biến. Diệp Huyên sầm mặt hỏi, mẹ nó, thế chẳng phải là vô địch rồi sao? Nhưng thể chất và huyết mạch của ngươi còn kinh khủng hơn cơ. Diệp Huyên ngây ra, vội hỏi lại, thể chất của ta ư? Nhưng tiểu hồn đã nói ta chỉ có thể chất bình thường thôi mà. Ta có nói gì à, đại thần tầng 2 hỏi. Diệp Huyên. Đúng lúc ấy, hắn phát hiện không gian xung quanh đang chấn động kịch liệt rồi nhanh chóng nứt toác, vô số lực lượng vật chất tối không ngừng tràn ra. Sắc mặt Diệp Huyên đanh lại, rồi như chợt nghĩ đến gì đó, đạo tắc không gian xuất hiện từ giữa chân mày hắn. Một khắc sau, vết nứt không gian bốn phía khép lại với tốc độ không tưởng. Mọi người rối rít nhìn theo, chỉ thấy hắn phất tay một cái, không gian đã trở lại bình thường. Mọi người. Tả Thanh cũng nhìn sang với ánh mắt kinh dị, hoàn toàn không ngờ đại chiêu của gã cứ thế đã biến mất. Bỗng nhiên, Diệp Huyên cầm kiếm lao đến. Tả Thanh cũng nắm tay phải, tập trung một luồng sức mạnh hùng hậu vào đó. Diệp Huyên tung mình nhảy lên, hai tay nắm chuôi kiếm, hung hãn chém xuống. Vèo. Tiếng xé rách bén nhọn vang lên theo mũi kiếm. Mà Tả Thanh cũng đồng thời tung ra một đấm, phá. Ầm. Không gian trước mắt Diệp Huyên trực tiếp bị đánh vỡ, bản thân hắn cũng bị đẩy lùi. Nhưng vài tia kiếm quang đã vọt đến khiến Tả Thanh phải lùi bước. Đúng lúc ấy, Diệp Huyên lại nhào đến. Vô số kiếm quang ngang dọc đan xen, tạo thành một tấm lưới vây chết Tả Thanh. Hai người lao vào cận chiến với nhau, những âm thanh chát chúa đinh tai không ngừng vang lên. Diệp Huyên biết hắn không thể tìm được chân thân của Tả Thanh, vậy chỉ còn cách khiến gã tiêu hao đến chết. Nhờ có khả năng phân hồn và sử dụng phi kiếm, Diệp Huyên nhanh chóng áp đảo hoàn toàn Tả Thanh, khiến gã liên tiếp bại lui. Ở ngoài sân, Mạc Tà nhìn trận chiến giữa cả hai với vẻ vô cảm, không biết đang suy nghĩ gì. A Phượng thấp giọng nói, cứ tiếp tục thế này, Tả Thanh sẽ bị hắn tiêu hao đến chết. Mạc Tà vẫn im lặng. Đôi mắt A Phượng xoáy vào trận chiến, tay phải chậm rãi siết lại, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Chương 1115 ngươi là ai, chưa gặp bao giờ. Trên Táng Thiên Trường Thành, sắc mặt nhóm chiến quân trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Bên dưới, Diệp Huyên và Tả Thanh đã bị bao phủ trong tầng tầng lớp lớp kiếm quang và tiếng nổ rung trời. Khoảng một khắc sau, một âm thanh cực lớn bộc phát từ trong tấm lưới kiếm quang kia. Sau đó kiếm quang tan biến, hai người đang giao chiến tách ra. Khi Diệp Huyên lui về sau,
một tia kiếm quang cũng lia qua cổ họng Tả Thanh. Xoẹt! Thủ cấp gã rơi xuống. Dưới ánh nhìn chăm chú của vô vàn cặp mắt, một cái đầu thứ hai nhanh chóng mọc lại trên cổ gã. Sắc mặt bọn chiến quân trở nên xấu xí vô cùng. Thật sự không giết chết được gã này. Diệp Huyên lẳng lặng cầm kiếm đứng đối diện Tả Thanh, khắp người cũng tràn đầy thương tích, may mắn là không nặng như đối thủ, sẽ tự mình hồi phục. Bên kia, Tả Thanh nắm chặt hai tay, linh khí bốn phía ùn ùn kéo đến, không gian và mặt đất cũng run rẩy. Gã nhìn chằm chằm Diệp Huyên, gằn ra, người không thể giết ta. Dứt lời, gã nâng tay lên, linh khí đất trời bỗng chốc như con sóng thần gầm thét lao đến Diệp Huyên. Nhưng hắn vẫn giữ vững vị trí, đạo tắc không gian lặng lẽ ngưng tụ ra từ giữa chân mày. Dưới sự thúc giục của hắn, từng tấc không gian xung quanh bỗng nhiên sụp đổ, lôi cả linh khí theo chôn cùng. Hắn đang phá hủy linh khí. Chứng kiến một màn này, Mạc Tà cũng biến sắc. Nhắc thấy A Phượng chuẩn bị ra tay, hắn ta trơ giọng nói, đây là trận quyết đấu cá nhân công bằng giữa bọn họ. Sắc mặt ả ta khó coi vô cùng, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn? Người có thể chết, thể diện không thể mất, đối phương khẽ nói. Nhưng A Phượng cả giận quát lên, ta mặc kệ, hắn là bạn của chúng ta không thể nhìn hắn chết. Sau đó ả ta đã lao ra. Mạc Tà nhíu mày, nào ngờ đúng lúc ấy, thân hình A Phượng bỗng cứng lại. Mạc Tà quay đầu, nhìn thấy một thanh trường đao xé gió lao đến. Sắc mặt A Phượng lạnh lại, ả ta lập tức tung một quyền về phía bên phải. Ầm! Thanh trường đao bị cỗ sức mạnh to lớn ấy ép dừng lại. Mà đúng lúc này, đằng sau thanh trường đao có một cô gái xuất hiện, ngay sau đó, nàng ta đột nhiên nắm lấy chuôi đao rồi xoay tròn một vòng. Ầm! A Phượng lập tức lùi lại chừng 10 trượng. A Phượng nhìn cô gái ở trước mặt, cô gái nọ mặc một chiếc váy đen. Trên váy thêu một con phượng hoàng đen tuyền trong rất sống động, hai mắt phượng hoàng sắc lạnh, như đang khinh thường vạn vật. A Phượng khẽ nhíu mày, ngươi là ai, chưa gặp bao giờ. Cô gái không quan tâm đến A Phượng mà chỉ quay đầu về phía cách đó không xa, đó là nơi Diệp Huyên đang giao chiến với Tả Thanh, lúc này đây trận đấu của cả hai đã kết thúc. Ánh mắt của mọi người xung quanh đều rơi vào người Diệp Huyên, bởi vì ở đó chỉ còn lại mỗi hắn. Chương 1116 cũng đang định thế. Thấy cảnh này, sắc mặt A Phượng lập tức trở nên dữ tợn, ả ta bay thẳng đến phía Diệp Huyên, mà cô gái váy đen kia lại đột nhiên biến mất. Ầm! Một tiếng nổ vang dội, A Phượng khựng lại tại chỗ. Vẻ mặt A Phượng rất đáng sợ, ả ta nắm chặt hai tay, một hơi thở mạnh mẽ bạo phát ra từ trong cơ thể ả, mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng ả, lui ra. A Phượng xoay người nhìn Mạc Tà với vẻ căm tức, ngươi để mặc hắn chết. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau Mạc Tà, A Phượng. Nghe thấy thế, A Phượng lập tức ngẩn cả người. Mọi người ở xung quanh cũng ngơ ra. Mọi người quay sang nhìn ra sau Mạc Tà, ở đó có một thanh niên bước ra, người này chính là Tả Thanh, nhưng giờ phút này sắc mặt Tả Thanh đã tái nhợt, không có chút màu máu, hơn nữa trông cũng vô cùng suy yếu. A Phượng kinh ngạc nhìn Tả Thanh, ngươi. Tả Thanh nhẹ giọng nói, vẫn chưa chết. Nói xong, gã quay sang Diệp Huyên ở cách đó không xa, ngươi thắng rồi. Ở phía xa xa, Diệp Huyên cầm kiếm trong tay chống xuống đất, cả người trông vô cùng uể oải. Vừa nãy hắn lợi dụng đạo tắc không gian để điên cuồng phá hủy linh khí trong vòng trăm trượng xung quanh, mà sau khi linh khí ở xung quanh đã bị phá hủy triệt để. Hắn lập tức tung một chiêu kiếm chém giết Tả Thanh giả thể kia. Đúng như hắn đoán, không còn linh khí, giả thể kia cũng không thể nào hồi phục được. Diệp Huyên lau máu tươi nơi khóe miệng, sau đó lại nhìn cô gái váy đen ở bên cạnh, hắn hơi kinh ngạc cô. Người trước mắt này tất nhiên hắn có quen biết, chính là Liên Vạn Lý ở Thanh Thương Giới. Hắn chưa bao giờ quên cô gái này. Liên Vạn Lý cười nói, kỳ lạ lắm sao? Diệp Huyên gật đầu. Liên Vạn Lý khẽ mỉm cười, nghe nói người đang ở đây nên ta đến tìm. Diệp Huyên sửng sốt, tìm ta làm gì? Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, chơi.
Diệp Huyên hỏi theo bản năng, chơi cái gì? Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyên, người nghĩ chơi cái gì? Diệp Huyên. Lúc này, Liên Vạn Lý xoay người nhìn A Phượng ở cách đó không xa, chúng ta chơi một chút nhé. A Phượng cười gằn, cũng đang định thế. Vừa dứt lời, ả ta lập tức xông ra. Liên Vạn Lý khẽ mỉm cười, tay cầm đao thanh long chém về phía trước một cái. Cô gái tên A Phượng kia lập tức bị đẩy lùi, nhưng một khắc sau, ả ta lại lần nữa xông lên. Chương 1117 tuyệt đối không thể. Nhìn hai người giao thủ với nhau, trong lòng Diệp Huyên có chút khiếp sợ, bởi vì thực lực của Liên Vạn Lý đã mạnh lên không biết bao nhiêu lần so với lúc trước. Rất mạnh. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, thật ra không chỉ mỗi hắn trưởng thành, lúc hắn đang không ngừng phát triển, người khác cũng đang trở nên mạnh mẽ. Lúc này đây, hắn nhớ đến đám Mạc Vân Khởi, không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi. Nhưng chắc là cũng không kém cỏi đâu, hắn đã đưa không ít tử nguyên tinh và đồ tốt về mà. Đám Mạc Vân Khởi không hề thua kém người ở thiên vực này, bọn họ chỉ kém về tài nguyên thôi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu lại, cách đó không xa, hai người đấu với thiên sát và địa sát đã ngã xuống. Trên táng thiên trường thành, đám chiến quân không hề ra tay giúp đỡ. Không phải bọn họ vô tình, mà ở đây, tinh vực Vị Ương và hoang tộc đều tuân thủ chung một quy tắc. Một mình chiến đấu, sống chết tự chịu, người ngoài không nhúng tay vào. Tinh vực Vị Ương đã từng chém giết rất nhiều người của hoang tộc, mà hoang tộc cũng không hề ra tay giúp đỡ. Và lại cũng không cứu được, bởi vì nếu một bên ra tay giúp đỡ, thì bên còn lại chắc chắn cũng có người đi ra ngăn cản. Dù rất tàn nhẫn, nhưng lại không thể làm gì khác. Nhìn hai xác chết nằm trên mặt đất một hồi lâu, cuối cùng Diệp Huyên bỗng nhìn thiên sát, chúng ta chơi một chút nhé. Thiên sát nhìn Diệp Huyên cười nói, vừa nãy người bị thương, ta cũng bị thương, rất công bằng. Thiên sát nhìn hắn một lát rồi gật đầu, được. Vừa dứt lời, gã bay thẳng đến phía Diệp Huyên. Mà đúng lúc này, Diệp Huyên ở đối diện đột nhiên xoay người bỏ đi. Sau lưng Diệp Huyên, thiên sát vẫn còn đang bay đến, thế nhưng khi gã vừa đến gần Diệp Huyên thì bỗng rơi đầu. Cứ rơi xuống một cách im hơi lặng tiếng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Cách đó không xa, Mạc Tà nhìn chằm chằm Diệp Huyên, mặt không hề có cảm xúc. Vừa nãy xung quanh chỉ có vài người thấy Diệp Huyên xuất kiếm như thế nào. Và hắn ta chính là một trong số đó. Tả Thanh ở cạnh Mạc Tà trầm giọng nói, không thể. Tuyệt đối không thể. Mạc Tà nhẹ giọng nói, hắn thi triển bí pháp. Bí pháp này giúp kiếm hắn nhanh hơn ít nhất 5 lần, thiên sát không thể ngăn được tốc độ này. Sắc mặt Tả Thanh có chút khó coi, 5 lần, vậy chẳng phải là vô địch rồi sao? Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyên, bây giờ hắn rất suy yếu. Tùy tiện cử ai ra cũng có thể dễ dàng chém chết hắn. Tả Thanh trầm mặc. Bây giờ là lúc Diệp Huyên suy yếu nhất, mà lúc nào đây bọn họ lại không thể ra tay. Chương 1118 bóng người này chính là A Phượng. Bởi vì Diệp Huyên đã chạy rồi. Cho dù không chạy, bọn họ cũng sẽ không ra tay, nếu nhằm vào lúc này mà động thủ, vậy chắc chắn Ma Kha tộc sẽ bị tinh vực Vị Ương xem thường. Chuyện tinh vực Vị Ương không làm, Ma Kha tộc cũng không làm. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, mọi người nghe thế thì ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy cô gái Ma Kha tộc tên là A Phượng kia đang liên tục lùi lại hơn trăm trượng. A Phượng vừa dừng lại thì đã có một sợi máu tươi chảy xuống từ khóe miệng ả ta. Liên Vạn Lý ở đối diện A Phượng cười nói, đao của bản vương có lợi hại không? A Phượng nhìn chằm chằm vào Liên Vạn Lý, tay trái Liên Vạn Lý nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mượt của mình, lại cười bảo, nhìn ngươi như vậy hẳn là không phục. A Phượng cười khẩy nói, không phục. Liên Vạn Lý gật đầu, bản vương đánh cho ngươi phục. Vừa dứt lời, nàng ta nhấc thanh trường đao của mình lên rồi vọt đến chỗ A Phượng, tốc độ càng lúc càng nhanh, nơi nàng ta lướt qua, không gian đều rung lên. Vẻ mặt A Phượng trở nên dữ tợn. Hai tay ả ta đột nhiên vỗ xuống đất một cái. Toàn bộ mặt đất vỡ nát, một khắc sau, một tàn ảnh chợt lóe lên giữa trận.
Sau khi tàn ảnh này hiện lên là lại có vô số tàn ảnh khác kéo đến. Ở phía xa xa, Liên Vạn Lý trở tay xoay đao, bổ xuống từ phía trên, đánh chết ngươi. Một đao chém xuống. Xoẹt. Không gian bị xé rách như một tờ giấy. Song quyền của A Phượng đột nhiên tung lên, ả ta hét to, phá. Ầm. Không gian bốn phía đột nhiên rung lên, một khắc sau, một bóng người liên tục thối lui. Bóng người này chính là A Phượng. Mà khi A Phượng vừa dừng lại thì Liên Vạn Lý cách đó không xa lại đột nhiên chém đao thanh long về phía ả ta. Xoẹt. Nơi trường đao đi qua, không gian vụn vỡ. Từng âm thanh bén nhọn vang lên không ngừng. A Phượng ngẩng đầu nhìn về phía thanh trường đao kia, nhận thấy trong nó mang theo một luồng sức mạnh to lớn, sắc mặt ả ta trở nên nghiêm trọng. Sau một khắc, ả ta đột nhiên chập hai tay lại, hai tay vừa giao nhau, hai bên không gian trước mặt ả ta bắt đầu lũ lượt co lại, cuối cùng hình thành một bức tường không gian dày cộm tre trước mặt ả. Lúc này, đao của Liên Vạn Lý đã bay đến. Ầm. Bức tường không gian rung lên dữ dội, sau đó bắt đầu rạn nứt, vỡ nát. Nhưng ngay lúc trường đao phá vỡ bức tường không gian thì hai tay A Phượng đã đột ngột chộp được đao thanh long. Một thoáng sau, ả ta trở tay hất thanh đao đi, sau đó lập tức bắn đến trước mặt Liên Vạn Lý, dùng tay làm đao, chém thẳng vào phía bụng của Liên Vạn Lý. Chương 1119 người đoán đi. Nhưng tốc độ của Liên Vạn Lý còn nhanh hơn, khi tay của A Phượng còn chưa chạm được đến bụng của Liên Vạn Lý, Liên Vạn Lý đã trở tay bóp chặt lấy cuống họng của ả ta. Dưới ánh mắt của mọi người, Liên Vạn Lý nhấc A Phượng lên cao rồi đột ngột ném ả ta thẳng xuống mặt đất. Ầm. Mặt đất rung lên dữ dội. Một khắc sau, Liên Vạn Lý đá một cú vào bụng A Phượng. Ầm. Cả người A Phượng lập tức bay ra xa mấy trăm trượng, tiếp đó, tay phải Liên Vạn Lý giơ lên, cách không vồ tới, rơi đầu. Vừa dứt lời, đầu của A Phượng lập tức bị bứt ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Liên Vạn Lý lạnh lùng nhìn xác chết của A Phượng, sau đó nhấc thanh trường đao xoay người rời đi. Ở một bên, Mạc Tà nhìn xác chết A Phượng cách đó không xa, hắn ta trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Liên Vạn Lý ở phương xa, nhưng đúng lúc này, chân trời xa xôi đột nhiên vang lên một tiếng nổ đùng đoàng. Thời khắc này, tất cả mọi người đều lũ lượt ngẩng đầu lên nhìn không trung. Lúc này đây bọn họ mới sực nhớ ra, trên trời còn có một chiến trường. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía chân trời, nơi đó là chiến trường của cường giả đứng đầu tinh vực Vị Ương và Ma Kha tộc, nếu nơi đó quyết phân thắng bại, thì tất thảy sẽ hóa thành cho bụi. Bởi vì thiên tài hai bên cho dù có giỏi giang đến mức nào, cũng không thể thay đổi chiến cuộc được. Phía chân trời rung lên từng đợt. Ở dưới, tất cả đều đang chờ đợi. Mà Diệp Huyên đã trở lại nhà đá. Chữa thương. Bây giờ hắn phải mau chóng chữa thương, sau đó ngủ một giấc. Bởi vì vừa rồi đánh nhau với Tả Thanh, hắn đã tiêu hao một lượng sức mạnh vô cùng lớn, thêm việc hắn không tiếc vận dụng bí thuật để giết thiên sát trong chớp mắt, bấy giờ hắn đang bị bí thuật phản phệ. Toàn thân hắn cực kỳ uể oải, từ trên xuống dưới không hề còn chút sức lực nào, như thể đã bị rút khô máu tủy vậy, rất khó chịu đựng được. Hấp thu. Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng hấp thu tử nguyên tinh, theo từng nguồn năng lượng cuồn cuộn đổ vào cơ thể, Diệp Huyên mới cảm thấy thân thể mình hơi hơi khá lên một chút. Lúc này, Liên Vạn Lý đi vào. Liên Vạn Lý đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên một lượt rồi cười nói, người mạnh hơn so với lúc trước không ít. Diệp Huyên nhìn lại Liên Vạn Lý, cũng khẽ mỉm cười, cô cũng vậy. Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyên. Lắc đầu, trước khi ngươi rời khỏi thanh thương giới vậy mà chẳng chào tạm biệt với ta lấy một tiếng, ngươi chẳng ý tứ gì hết. Diệp Huyên cười khổ, lúc đó đi vội quá. Nói xong, hắn dừng lại một lát rồi vội hỏi, mà sao cô lại đến đây? Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn hắn, tới tìm ngươi. Diệp Huyên hơi nghi ngờ, tìm ta làm gì? Khóe miệng Liên Vạn Lý hơi cong lên, ngươi đoán đi. Diệp Huyên do dự một lúc rồi hỏi, Liên cô nương. Không phải cô có ý gì với ta đó chứ? Liên Vạn Lý trừng mắt, một khắc sau, nàng ta đột nhiên nâng tay phải chĩa về phía Diệp Huyên,
rơi đầu. Chương 1120 đánh nhau quyết liệt đấy. Rơi đầu. Liên Vạn Lý vừa dứt lời, cả người Diệp Huyên lập tức bị nàng ta nhấc bỗng lên, nhưng đầu thì vẫn chưa rơi ra. Liên Vạn Lý xách Diệp Huyên lên, cười híp mắt bảo, đời này bản vương chưa từng gặp ai mặt dày như ngươi. Diệp Huyên. Liên Vạn Lý thả Diệp Huyên xuống, sau đó nói, chữa thương đi, sau đó chúng ta đánh một trận. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Trong nhà đá, Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười. Không thể không nói, gặp lại được người quen cũ quả thật rất vui. Lúc này đây, hắn càng thêm nhớ đám Mạc Vân Khởi, chẳng biết bọn họ giờ ra sao rồi. Một lát sau, Diệp Huyên hồi thần, tiếp tục chữa thương. Chấm chấm chấm. Sau khi Liên Vạn Lý rời khỏi nhà đá thì đến tường thành, lúc này mọi người đều đang nhìn về phía chân trời. Liên Vạn Lý ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhẹ giọng nói, đánh nhau quyết liệt đấy. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, trước ánh mắt của mọi người, nhóm người Bạch Tiên Sinh xuất hiện ở giữa trời. Bạch Tiên Sinh dẫn đầu, sau lưng ông là đám người Lý Trường Phong. Lúc này đây, vẻ mặt của bọn họ đang vô cùng nghiêm nghị. Nhất là Lý Trường Phong, đây là lần đầu tiên ông ta giao thủ với cường giả Ma Kha tộc, không ngờ rằng đối phương mạnh quá mức tưởng tượng của ông. Bạch Tiên Sinh nhìn một người đàn ông trung niên ở trước mặt cách đó không xa, nhẹ giọng nói, Mạc Cửu, với chút sức mạnh đó của các ngươi mà muốn chinh phục tinh vực Vị Ương, hình như hơi quá sức. Người đàn ông trung niên tên Mạc Cửu cười nói, đừng vội, chỉ mới bắt đầu thôi. Đúng lúc này, không gian trong vòng mấy vạn dặm lập tức nứt toác, vết nứt lan tràn như hình mạng nhện. Tất cả mọi người đều thấy hoảng ở trong lòng. Chẳng mấy chốc, dưới sự chứng kiến của mọi người, không gian cách đó không xa đột nhiên nứt ra, một nam một nữ xuất hiện ở đấy, nữ là Vị Ương Thiên, mà nam, chính là tộc trưởng Ma Kha tộc Mạc Thiên Xích. Mạc Thiên Xích đang chắp tay phải ở sau lưng, lão nhìn Vị Ương Thiên, mặt không hề cảm xúc. Khóe miệng Vị Ương Thiên lộ ra tia châm chọc, Mạc Thiên Xích, cứ tưởng ngươi và ta sẽ đánh một trận đàng hoàng, không ngờ ngươi lại cấu kết với dị vực làm ra trò hề này. Nói thật, so với phụ thân của ngươi năm đó, ngươi không chỉ kém hơn một chút đâu. Chí ít năm đó lão ta sẽ đích thân chiến đấu cho đến chết. Mạc Thiên Xích không tỏ vẻ gì, đang định nói chuyện thì đúng lúc này, Vị Ương Thiên đã đột nhiên tung ra một quyền. Không gian bốn phía quanh Mạc Thiên Xích rung lên kịch liệt, ngay sau đó, Mạc Thiên Xích liên tục lui lại gần trăm trượng. Vị Ương Thiên đang định tiếp tục ra tay thì ngay lúc này, không gian xung quanh nàng ta đột nhiên chấn động rồi lập tức nứt ra, từng sợi dây xích đen kịt chui ra từ trong khe nứt không gian, chúng bao vây vùng không gian Vị Ương Thiên đang đứng. Cùng lúc đó, trên không trung bỗng xuất hiện bốn người áo đen, mà mỗi người trong số chúng đều cầm một quyển sách cổ màu đen trong tay trái, còn bên tay phải thì nắm một pháp trượng đen tuyền. Thấy bốn người này, sắc mặt của đám người Bạch Tiên Sinh ở phía dưới lập tức thay đổi, Thánh Vu Sư. Chương 1121 Bí thuật thượng cổ. Nghe Bạch Tiên Sinh nói thế, Lý Trường Phong ở bên cạnh khẽ nhíu mày lại, là sao? Sắc mặt Bạch Tiên Sinh khá khó coi, cường giả tối cao đến từ dị vực, thông hiểu các loại bí thuật và bí thuật thượng cổ. Bây giờ một phân thân của cung chủ đang bị bắt lại. Nói đến đây, ông quyết định rất nhanh, ra tay. Nhưng bọn họ vừa ra tay thì đám người Mạc Cửu cách đó không xa đột nhiên xông lên chắn trước mặt họ. Mạc Cửu nhếch miệng cười, Bạch Tiên Sinh, ngươi nên ở lại đây mới đúng. Bạch Tiên Sinh nghiêng đầu, Vị Ương vệ. Bạch Tiên Sinh vừa dứt lời, phía sau ông bỗng xuất hiện bốn người áo đen, bốn người này tay phải nắm kiếm lớn, tay trái cầm khiên tròn. Dẫn đầu chính là A Quỷ. Vị Ương vệ là những chiến sĩ kiệt xuất nhất được tinh vực Vị Ương bồi dưỡng ra. A Quỷ dẫn theo bốn người ở sau lưng lao thẳng đến bốn gã Thánh Vu Sư ở trên trời. Cách đó không xa, Mạc Cửu đột nhiên nói, chiến tướng Ma Kha đâu? Mạc Cửu vừa dứt lời, chín cường giả mặc khôi giáp màu mực, tay cầm trường thương bỗng xuất hiện trước mặt nhóm A Quỷ. Chiến tướng Ma Kha. Sắc mặt Bạch Tiên Sinh đã rất khó coi. Chiến tướng Ma Kha này là chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Ma Kha tộc,
năm đó chính nhờ vị tộc trưởng Ma Kha tộc kia thêm vào 12 chiến tướng Ma Kha đã cưỡng chế chặn lại bước tiến của ông và vị Ương Thiên. Mạc Cửu đứng đối diện Bạch Tiên Sinh cười nói, ở lại đây hết đi. A quỷ đột nhiên cầm liềm xông đến. Bắt đầu đại chiến. Mạc Cửu liếc nhìn chiến tướng Ma Kha đang quần nhau với A quỷ, nhẹ giọng nói, A quỷ này vẫn đánh nhau giỏi như vậy nhỉ. Nói xong, gã ta nhìn sang Bạch Tiên Sinh, đừng nghĩ nữa. Lần này Ma Kha tộc ta đã chuẩn bị chu toàn cả rồi. Để chúng ta xem thử, cung chủ vị ương vô địch này có thể chống đỡ được không? Bạch Tiên Sinh không để ý tới Mạc Cửu, ông nhìn vị ương thiên ở giữa không trung, giờ khắc này, vị ương thiên đã bị những sợi xích kia khóa chặt tầng tầng lớp lớp, mà bốn tên thánh vu sư áo bảo đen kia đang lẩm bẩm gì đó. Vị ương thiên liếc nhìn bốn phía, một khắc sau, nàng ta tung ra một quyền. Ầm! Toàn bộ chân trời rung lên dữ dội, những sợi xích màu đen kia lập tức bị đánh nứt, nhưng trong nháy mắt chúng đã được khôi phục, mà trong xích sắt kia bỗng tỏa ra một luồng khí kỳ quái. Khi luồng khí này xuất hiện, vị ương thiên lập tức nhăn mày lại, bởi vì nàng ta cảm nhận được tuổi thọ của mình đang bị xói mòn nhanh chóng. Vị ương thiên cau mày, bí thuật thượng cổ. Nói xong, nàng ta nhìn lại những sợi xích nọ, trên xích đen được trải đầy các phù văn quỷ dị. Vị ương thiên cười khẩy, mỗi sợi dây xích đều là bảo vật tạo hóa cảnh, bí thuật thượng cổ thêm vào nhiều bảo vật tạo hóa cảnh như vậy. Không thể không nói, các ngươi đúng là đã tốn hết tâm tư chỉ để giết được ta. Chương 1122, như thể ngày tận thế đã đến. Cách đó không xa, tộc trưởng Ma Kha tộc Mạc Thiên Xích lạnh giọng đáp, thực lực cung chủ vị ương siêu phàm, chúng ta tất nhiên không dám khinh thường. Vị ương thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, một khắc sau, hai tay nàng ta dần dần giơ lên, lập tức, bốn phía bắt đầu chấn động kịch liệt. Thấy cảnh này, Mạc Thiên Xích híp hai mắt lại, mà bốn tên thánh vu sư ở gần đây cũng vội vàng tăng tốc đọc chú ngữ, chẳng mấy chốc, bốn phía quanh vị ương thiên xuất hiện từng luồng sức mạnh thần bí. Vị ương thiên đột nhiên nhẹ giọng nói, diệt. Nói xong, hai tay nàng ta nhẹ nhàng ép xuống dưới một chút. Vị ương thiên vừa nói xong, không gian quanh nàng ta bất chợt bị xói mòn. Thấy cảnh này, một tên thánh vu sư lập tức biến sắc, giúp chúng ta một chút đi. Thánh vu sư vừa dứt lời, Mạc Thiên Xích cách đó không xa đột nhiên vung tay phải lên, trong nháy mắt, một cái ô đen khổng lồ bao phủ vị ương thiên, ô đen vừa xuất hiện, không gian lập tức trở nên tối tăm, như đang bị ăn mòn. Cùng lúc đó, không gian xung quanh vị ương thiên đột nhiên bắt đầu đông đặc lại, tốc độ xói mòn lập tức giảm mạnh xuống, thế nhưng không hề biến mất, chỉ trở nên chậm chạp mà thôi. Chuyên trang đọc truyện, chu mtgcun, me. Mạc Thiên Xích nhìn bốn thánh vu sư kia, tăng nhanh tốc độ. Bốn tên thánh vu sư cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ đọc thần chú trong miệng, chẳng mấy chốc, những sợi xích nhốt vị ương thiên kia đột nhiên rung lên kịch liệt. Không chỉ vậy, lúc này đất trời cũng bắt đầu chấn động. Mà ở bốn phía, vô số núi cao chợt ầm ầm vỡ tan. Bí thuật thượng cổ có thể khiến thiên địa biến đổi. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt nhóm người Bạch Tiên Sinh đều trầm xuống. Nhưng vị ương thiên đang bị bao vây lại vô cùng bình tĩnh, nàng ta lạnh lùng nhìn bốn tên thánh vu sư, một khắc sau, nàng ta đột nhiên xòe tay phải ra, chẳng mấy chốc, trên không trung táng thiên trường thành. Có vô số sấm sét đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời vang rền tiếng sấm, như thể ngày tận thế đã đến. Vị ương thiên đột nhiên ngẩng đầu, tay ngọc hướng về không trung, nhẹ nhàng nắm lại, xuống. Mạc Tiêu cười nói, Bạch Tiên Sinh, hôm nay ông và ta, không ai được ra tay cả. Nói xong, ông ta nhìn về phía vị ương thiên ở xa xa, bộ tộc của ta đã đánh đổi cái giá lớn như vậy rồi. Hôm nay nàng ta phải chết. Ở đằng xa, không gian xung quanh vị ương thiên ở trong xích sắt chợt bắt đầu trở nên hư huyễn, cùng lúc đó, cơ thể nàng ta bắt đầu dần trở nên trong suốt. Bên cạnh vị ương thiên, một thánh vu sư đột nhiên cười gằn nói, vị ương thiên, dị vực ta vốn chỉ muốn Diệp Huyên kia phải chết, mà ngươi lại nhiều lần bảo vệ hắn, còn đánh vào dị vực, giết vô số cường giả của chúng ta. Hôm nay... Lão Phu muốn ngươi phải trả nợ bằng máu, ngươi. Chương 1123, ngông cuồng. Nhưng đúng lúc này,
không gian phía sau ông lão đang nói chuyện chợt nứt ra, ngay sau đó, có một cô gái bước ra. Người đến chính là phân thân của vị Ương Thiên, mà trong tay phân thân vị Ương Thiên có cầm một cái đầu chảy đầm đìa máu. Cái đầu này chính là cường giả Ma Kha tộc đã chặn đường vị Ương Thiên. Phân thân vị Ương Thiên tiện tay vứt đi, cái đầu đầm đìa máu kia rơi xuống từ trên trời, một khắc sau, nàng ta bỗng biến mất. Mà vị Ương Thiên đang bị nhốt bỗng nhắm hai mắt lại, một khắc sau, hai mắt nàng ta mở choàng ra, tay phải bỗng vẫy một cái. Ầm. Những xích sắt màu đen kia ầm ầm vỡ tan. Mà bốn tên thánh vô sư kia lại bị chấn động liên tục lui về sau hơn trăm trượng. Rút lui. Một tên thánh vô sư quyết định rất nhanh, vội vàng xoay người rời đi, còn lại ba tên cũng co cẳng bỏ chạy, không hề do dự chút nào. Rút lui. Cách đó không xa, khóe miệng vị Ương Thiên cong lên một nụ cười châm chọc, nàng ta đột nhiên biến mất, sau một khắc, nơi chân trời xa xa truyền đến bốn tiếng kêu rên thống thiết. Chẳng mấy chốc, vị Ương Thiên đã xuất hiện lần nữa ở giữa trời, nàng ta nhìn Mạc Thiên Xích, ông ta biến sắc, đang định nói chuyện thì vị Ương Thiên đã giơ tay trưởng đến. Ầm. Không gian nơi Mạc Thiên Xích đang đứng lập tức đổ nát, ông ta rơi vào trong hố đen không gian, nhưng đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên xuất hiện ở ngoài hố đen kia, trong chốc lát, Mạc Thiên Xích đã bị kéo ra ngoài. Lúc này, trước mặt vị Ương Thiên xuất hiện một ông lão. Ông lão lưng còng, cầm một cây gậy gỗ, cả người non vô cùng già nua. Mạc Thiên Xích được ông lão kéo ra thì lập tức thi lễ, bái kiến lão tổ. Ông lão lưng còng nhẹ giọng nói, như nàng ta nói, người kém hơn phụ thân mình không chỉ một chút đâu. Sắc mặt Mạc Thiên Xích lập tức có chút khó coi. Ông lão lưng còng nói, nếu muốn chinh phục tinh vực vị Ương, chỉ có thể tự dựa vào chúng ta, hiểu chưa? Cùng lên cả đi. Mạc Tà vừa nói xong, xung quanh chìm vào yên lặng. Ngông cuồng. Không thể không nói, câu nói này của Mạc Tà rất ngông cuồng. Chương 1124, chỉ là hư danh thôi. Người của Táng Thiên Trường Thành sao có thể cam chịu? Chẳng mấy chốc, một thanh niên bay từ trên thành xuống, nhưng đúng lúc này, Mạc Tà đột nhiên biến mất, khi hắn ta xuất hiện lần nữa thì tay đã bóp lấy cuống họng thanh niên kia. Dưới ánh mắt của mọi người, Mạc Tà khẽ dùng sức vào tay phải. Răng rắc. Đầu của thanh niên nọ rơi xuống. Thấy cảnh này, mọi người trên Táng Thiên Trường Thành đều nghiêm mặt lại. Giết trong nháy mắt. Đây là giết trong nháy mắt. Mạc Tà tiện tay vứt cái đầu đó xuống đất, lại nhẹ giọng nói, người kế tiếp. Trên tường thành, đám người chiến thiên đều nhìn sang một bên. Nơi đó Chu Sinh Sinh còn đang chiến đấu với thiên tài dị vực, hai người đánh đến giờ vẫn chưa phân được thắng bại. Lúc này, Chọc định đi xuống, nhưng lại bị chiến quân ngăn cản. Chiến quân nhìn Chọc, lắc đầu, chớ đi chịu chết. Chọc thấp giọng thở dài, chết không đáng sợ bằng Táng Thiên Trường Thành không ai dám xuống đó. Nói xong, gã lập tức nhảy xuống, nhưng đúng lúc này, ở nơi chân trời xa xôi có một bóng người đang lao nhanh đến đây. Khi nhìn thấy được người này, mọi người ở đây đều sục sôi lên. Chẳng mấy chốc, một thanh niên mặc áo trắng xuất hiện trước mặt Mạc Tà. Thanh niên áo trắng này chừng hơn 20 tuổi, áo bào trắng như tuyết, chẳng nhiễm bụi trần, trong tay y nắm một thanh ngân thương, đầu mũi thương lóe lên tia sáng sắc lạnh. Tiết Bạch Y. Mà đằng sau Tiết Bạch Y còn một người nữa, người này mặc cẩm bào màu đen, trong tay cầm một chiếc quạt màu đen nốt. Khóe miệng còn đang treo nụ cười ma mị. Mạc Tà nhìn về phía Tiết Bạch Y, nhẹ giọng nói, chờ ngươi đã lâu. Tiết Bạch Y nhìn về phía Mạc Tà, nghe nói ngươi chính là thiên tài đứng đầu Ma Kha tộc. Mạc Tà cười nói, chỉ là hư danh thôi. Tiết Bạch Y nói, hy vọng ngươi đừng quá yếu. Thanh niên cẩm bào ở sau lưng Tiết Bạch Y cũng thu lại nụ cười tà mị trên mặt. Trước mặt Tiết Bạch Y, Mạc Tà nhẹ giọng nói, nếu tốc độ chỉ như vậy thì thật sự khiến ta có chút thất vọng rồi. Vừa dứt lời, hai ngón tay hắn ta khẽ siết lại. Chương 1125, 10 phần. Trường thương rung lên kịch liệt, một luồng sức mạnh to lớn men theo trường thương lao về phía Tiết Bạch Y. Sắc mặt Tiết Bạch Y vẫn không thay đổi,
y rút tay về, xòe lòng bàn tay chặn lại chuôi thương, sau đó đột nhiên đẩy thẳng về phía trước. Ầm. Hai cỗ sức mạnh to lớn lập tức bộc phát, mà lúc này, Tiết Bạch Y nghiêng người sang một bên, vừa nghiêng sang đã có một cú đấm sượt qua mặt y, mà khi Tiết Bạch Y định đánh trả thì nắm đấm kia đột nhiên hóa thành trường, sau đó nhẹ nhàng vung về bên phải. Ầm. Không gian trong vòng trăm trượng run lên kịch liệt. Khi xung quanh trở về bình thường lại, Tiết Bạch Y đã lui ra ngoài hơn trăm trượng. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người ở đây đều trầm xuống. Trên tường thành, ánh mắt Liên Vạn Lý rơi vào người Mạc Tà, nhẹ giọng nói, rất mạnh. Đúng, rất mạnh. Bên cạnh Liên Vạn Lý, giọng nói của Diệp Huyên vang lên. Liên Vạn Lý nhìn hắn, lành rồi. Diệp Huyên gật đầu, tạm tạm rồi. Liên Vạn Lý khẽ gật đầu, sau đó nhìn Mạc Tà ở phía dưới, người này sâu không lường được. Diệp Huyên gật đầu. Mặc dù hắn chưa giao thủ với Mạc Tà, nhưng hắn biết, thực lực của Mạc Tà này vô cùng mạnh mẽ. Nếu như không mạnh, đám người Tà Thanh đã không cam lòng nghe lời hắn ta rồi. Mà bây giờ tận mắt thấy Mạc Tà ra tay, trong lòng hắn vẫn có chút khiếp sợ, bởi vì cách ra tay của đối phương rất quỷ dị, có chút tương tự với A Quỷ, là kiểu có thể đoán được bước kế tiếp người ta sẽ làm gì. Hơn nữa, tốc độ của đối phương cũng rất nhanh. Liên Vạn Lý đột nhiên nói, người giao thủ với hắn ta, có mấy phần thắng? Diệp Huyên đáp, 10 phần. Liên Vạn Lý quay đầu nhìn Diệp Huyên nhìn xuống dưới, nhẹ giọng nói, ta thả tầng 5 ra, không chết cũng phải chết cho ông. Liên Vạn Lý. Lúc này, giọng nói của Đế Khuyển đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, đại ca, người nghĩ người nuôi tầng 5 à? Diệp Huyên. Bởi vì đến cả hắn cũng không phân rõ ra được đám phân thân này ai là thật, ai là giả. Phía dưới, Mạc Tà chậm rãi nhắm hai mắt lại, một khắc sau, hắn ta di chuyển. Dưới ánh nhìn của mọi người, hắn ta bắt đầu ra quyền, quyền ra rất chậm, nhưng tình cảnh kỳ quái lại xuất hiện. Chương 1126, ai có thể ngăn được Mạc Tà này? Chỉ thấy những tàn ảnh Tiết Bạch Y trước mặt Mạc Tà bắt đầu biến mất từng cái một. Không đến nửa khắc sau, tàn ảnh xung quanh Tiết Bạch Y đã biến mất toàn bộ. Trên tường thành, Liên Vạn Lý nhẹ giọng nói, thú vị đấy. Diệp Huyên gật đầu, thế giới này có rất nhiều thiên tài. Trước đó, hắn cảm thấy mình đã rất yêu nghiệt, chỉ ít trong cùng lứa tuổi, khó mà có địch thủ. Mà bây giờ hắn mới phát hiện, không phải hắn không có địch thủ cùng lứa, mà là do hắn chưa gặp được kẻ mạnh hơn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phía dưới, Mạc Tà nhìn Tiết Bạch Y ở cách đó không xa, lắc đầu, ta có chút thất vọng, bởi vì ngươi chỉ dừng lại ở đây thôi. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên biến mất, tốc độ rất nhanh, xung quanh căn bản không ai có thể thấy rõ. Ở đối diện Mạc Tà, Tiết Bạch Y biến sắc, tay phải cầm trường thương đâm về phía trước. Thương ra như rồng, hàn quang lấp lóe. Lúc này, Mạc Tà đấm một quyền vào mũi thương của Tiết Bạch Y. Ầm. Trước ánh mắt của mọi người, Tiết Bạch Y liên tục thối lui, lui thẳng về trong Táng Thiên Trường Thành. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Ở trên không, ông lão trước mặt Vị Ương Thiên nhẹ giọng nói, cung chủ Vị Ương, hậu bối của ta thế nào? Vị Ương Thiên nhìn Mạc Tà ở phía dưới, cũng được. Ông lão lưng còng cười nói, có thể được cung chủ Vị Ương tán thưởng. Cũng coi như là vinh hạnh của nó rồi. Vị Ương Thiên không nói gì, nàng ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ma Kha tộc tranh tài cùng tinh vực Vị Ương, không chỉ so sức mạnh ở thế hệ trước, mà còn so ở thế hệ trẻ. Lúc trước, thế hệ tuổi trẻ ở tinh vực Vị Ương không hề kém so với Ma Kha tộc. Mà bây giờ, Mạc Tà xuất hiện đã phá vỡ thế cân bằng này. Ai có thể ngăn được Mạc Tà này? Phía dưới. Mạc Tà chậm rãi đi đến chỗ Tiết Bạch Y, hắn ta đi rất bình tĩnh. Cách đó không xa, Tiết Bạch Y nắm chặt thanh thương trong tay phải, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, Mạc Tà đột nhiên dừng lại, Tiết Bạch Y nhún nhẹ mũi chân xuống đất, cả người lập tức hóa thành một tia sáng đen bắn mạnh ra. Mũi thương lao đến như muốn xé rách tất cả. Ở xa xa, Mạc Tà vung tay phải về phía trước, sau đó nhẹ nhàng nắm lại, vây.
Ầm. Không gian bốn phía lại rung lên, xung quanh bắt đầu nứt ra từng khe hở không gian. Mạc Tà nhìn Tiết Bạch Y, không hề có dấu hiệu sẽ ra tay. Mà ngay lúc này, Tiết Bạch Y đột nhiên thả người nhảy lên, một thương tàn nhẫn nhắm thẳng từ trên trời đấm xuống Mạc Tà. Chương 1127, sức mạnh thuần túy. Mạc Tà không tránh không né, mặc kệ nhát thương kia của Tiết Bạch Y lao xuống. Trong mắt mọi người, nhát thương kia của Tiết Bạch Y đâm thẳng vào đầu Mạc Tà. Ầm. Không gian bốn phía rung lên, nhưng Mạc Tà lại chẳng có chuyện gì, ngược lại, trường thương của Tiết Bạch Y đã nứt toác. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đều sầm xuống. Đây là gì? Tiết Bạch Y cũng lộ vẻ không thể tin ở trong mắt. Mạc Tà cứng đối cứng với một đòn của y. Sao có thể? Tiết Bạch Y nhìn chằm chằm Mạc Tà. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người trên Táng Thiên Trường Thành cũng đều trầm mặc. Trên không trung, Vị Ương Thiên nhẹ giọng nói, pháp thân thiên địa. Ông lão lưng còng đối diện Vị Ương Thiên cười nói, cung chủ Vị Ương thật tinh mắt. Vị Ương Thiên nhìn về phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Trên Táng Thiên Trường Thành, giọng nói của tiểu hồn đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu chủ, hắn ta là pháp thân thiên địa. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, pháp thân thiên địa là gì? Tiểu hồn đáp, pháp thân thiên địa chính là mượn thiên địa chi lực tu luyện thân thể. Đây là chuyện đến cả cường giả tạo hóa cảnh cũng tha thiết ước muốn. Rất nhiều cường giả tạo hóa cảnh cố gắng cả đời cũng không tu ra được pháp thân này. Mà người phía dưới chỉ mới là thánh cảnh, nhưng đã tu ra được thân thể này, có thể nói, dù so với tạo hóa cảnh, hắn ta có lẽ cùng là kẻ vô địch. Nói đến đây, nàng ấy dừng một lát rồi tiếp tục, tiểu chủ, người có thể tu luyện ra pháp thân này khi chỉ mới ở thánh cảnh, quả thật không hề tầm thường. Phía dưới, Mạc Tà đi đến chỗ Tiết Bạch Y. Tiết Bạch Y nhìn chằm chằm vào hắn ta, tay phải nắm thật chặt thanh trường thương kia như thể cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, nó bắt đầu rung lên kịch liệt. Vẻ mặt của Mạc Tà rất bình tĩnh, hắn ta đi đến trước mặt Tiết Bạch Y, Tiết Bạch Y đột nhiên nắm thương đâm về phía trước một cái. Một thương vừa tung ra, đất trời biến sắc. Phụt! Trong miệng Tiết Bạch Y có máu tươi chậm rãi tràn ra. Mạc Tà đi tới trước tường thành. Hắn ta không ra tay với Tiết Bạch Y nữa mà chỉ ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên đứng ở phía trên, xuống đây. Lúc này đây, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyên. Chương 1128 pháp thân thiên địa này vốn là sự tồn tại vô địch. Khiêu chiến Diệp Huyên. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Huyên. Quả thật, sau khi Tiết Bạch Y thảm bại, thế hệ trẻ tuổi ở Táng Thiên Trường Thành chỉ còn Diệp Huyên và Chu Sinh Sinh đang chiến đấu kia là có thể đứng ra được. Mà Chu Sinh Sinh vẫn đang quần đấu, hơn nữa lúc trước Chu Sinh Sinh còn xếp hạng dưới cả Tiết Bạch Y, bởi vậy, thế hệ trẻ tuổi ở Táng Thiên Trường Thành bây giờ chỉ còn duy nhất một người là có hy vọng, đó chắc chắn là Diệp Huyên. Trên tường thành, Liên Vạn Lý đứng cạnh Diệp Huyên bảo, để ta. Nói xong, nàng ta định nhảy xuống dưới. Nhưng lúc này đã bị Diệp Huyên giữ tay lại. Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyên cười nói, người hắn ta tìm là ta, tất nhiên phải là để ta rồi. Nói xong, hắn thả người nhảy xuống dưới tường thành, hắn đi đến trước mặt Tiết Bạch Y, sau đó lấy ra một linh quả chữa thương cho y ăn. Tiết Bạch Y nhìn Diệp Huyên, rất mạnh. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn xoay người đi đến chỗ Mạc Tà. Mạc Tà nhìn Diệp Huyên đang bước đến, nhẹ giọng nói, trước đây ta cảm thấy Tiết Bạch Y mới là đối thủ của mình, đáng tiếc y lại khiến ta thất vọng, bây giờ, ta hy vọng. Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, nó nhảm nhiều như vậy làm gì? Cứ đánh thôi là được rồi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cầm kiếm xông về phía Mạc Tà. Hắn ghét nhất là người nói huyên thuyên trước khi vào cuộc chiến. Tốc độ của Diệp Huyên cực nhanh. Trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Mạc Tà, chém xuống một kiếm. Là một chiêu kiếm cực kỳ nhanh. Nhưng Mạc Tà lại không tránh không né, để mặc chiêu kiếm đó của Diệp Huyên chém vào đầu hắn ta. Ầm. Chiêu kiếm vừa hạ xuống, hai tay của Diệp Huyên run lên kịch liệt, mà lúc này,
nắm đấm của Mạc Tà đột nhiên nện vào bụng của Diệp Huyên, nhưng đúng lúc ấy, có mấy thanh phi kiếm đã chém lên các chỗ hiểm trên thân Mạc Tà. Ầm. Diệp Huyên lùi về sau liên tục, lùi thẳng đến dưới chân tường thành. Mà quanh thân Mạc Tà lại có mấy tia kiếm quang đan chéo chồng chất lên nhau, một lát sau, trên người hắn ta chỉ xuất hiện mấy vệt kiếm chém. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người trên tường thành lập tức trầm xuống. Pháp thân thiên địa này vốn là sự tồn tại vô địch. Trên không, ông lão lưng còng đứng đối diện vị ương thiên cười nói, kiếm tu. Mấy năm gần đây, tinh vực vị ương ngoại trừ vị kiếm chủ thương giới kia ra, hình như chưa từng xuất hiện thêm một kiếm tu nào xuất chúng cả. Nói xong, lão ta nhìn về phía vị ương thiên, cung chủ vị ương, người nói xem, kiếm tu dưới kia có thể kiên trì được bao lâu. Vị ương thiên vô cảm, ánh mắt của nàng ta vẫn dán vào Diệp Huyên ở phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Phía dưới, Diệp Huyên lau máu tươi bên khóe miệng, cười khẽ. Chương 1129, Thiên Địa Chi Thế. Hắn có chút thích cảm giác này rồi. Cảm giác chiến đấu và điên cuồng. Lúc ở Thanh Thành, hắn cứ tiếp tục sống sót hết lần này đến lần khác là nhờ vào đâu? Nhờ vào tàn nhẫn và điên cuồng. Song phương giao thủ, yếu tố quyết định sinh tử có rất nhiều. Mà quan trọng nhất chính là phải xem ngươi có đủ tàn nhẫn hay không, có đủ điên cuồng hay không. Diệp Huyên nhấc kiếm lên rồi đột nhiên biến mất tại chỗ. Một tia kiếm quang chợt lóe lên giữa trận. Mà khoảnh khắc khi Diệp Huyên biến mất đó, Mạc Tà chậm rãi khép hai mắt lại, một khắc sau, tay phải hắn ta đột nhiên vươn về trước rồi nắm lại, trực tiếp nắm lấy một tia kiếm quang. Sau đó hắn khẽ dùng sức. Ầm. Kiếm quang vỡ nát. Nhưng đúng lúc này, linh hồn Diệp Huyên đột nhiên tách khỏi cơ thể, một khắc sau, một chiêu kiếm của Diệp Huyên đã đâm vào ngực Mạc Tà. Kiếm đâm vào trước ngực Mạc Tà như đâm vào tấm thép cứng, toàn bộ cánh tay phải của Diệp Huyên lập tức tê dần. Mạc Tà đang định ra tay thì đột nhiên biến sắc, hắn ta né ra sau, vừa ngửa ra sau thì linh hồn hắn ta bỗng nhiên lại bị tách khỏi cơ thể. Nhưng chẳng mấy chốc, linh hồn đã về lại thân thể hắn ta, cùng lúc đó, hắn ta phải thối lùi về sau hơn trăm trượng, kéo dài khoảng cách với Diệp Huyên. Mạc Tà nhìn Diệp Huyên ở phía xa, kiếm kỹ này của ngươi. Rất quỷ dị. Ở phía xa, Diệp Huyên trầm mặc. Nhất kiếm định hồn. Diệp Huyên không sử dụng kiếm chấn hồn, mà lại dùng kiếm kỹ nhất kiếm định hồn. Mạc Tà tu luyện ra pháp thân thiên địa, thân thể về cơ bản là vô địch, mà Diệp Huyên thì không tin đến cả linh hồn mà hắn ta cũng vô địch. Chiêu kiếm này hắn vốn định dùng để khống chế hồn phách của đối phương, nhưng hắn không ngờ tốc độ phản ứng của Mạc Tà lại nhanh đến vậy. Mạc Tà lập tức tách linh hồn khỏi thân thể, khiến hắn tung hụt một chiêu. Một luồng khí thế đột nhiên xuất hiện, mà cỗ thế này lại bạo phát như núi lửa vạn năm phun trào vậy, vừa xuất hiện đã khiến không gian bốn phía phải chập trùng gợn sóng. Mà nương theo mỗi bước đi của Mạc Tà, cỗ thế ấy lại mạnh thêm một phần. Thiên địa chi thế. Chương 1130, kiếm ý thiện ác. Trên không, Bạch Tiên Sinh đột nhiên khẽ nói. Vẻ mặt của ông càng lúc càng nghiêm nghị. Thiên địa chi thế. Đây không phải mượn thiên địa chi thế, mà là đã nắm giữ thiên địa chi thế, kiểu này vô cùng kinh khủng. Nói cách khác, dù Mạc Tà chưa đến tạo hóa cảnh, nhưng hắn ta đã có thực lực của tạo hóa cảnh, hơn nữa còn kinh khủng hơn cả tạo hóa cảnh bình thường. Yêu nghiệt chân chính. Ánh mắt của Bạch Tiên Sinh lại rơi xuống người Diệp Huyên, trong mắt ông ánh lên tia lo lắng, còn có chút tiếc nuối. Không thể không nói, Diệp Huyên cũng rất ưu tú, vô cùng ưu tú, thế nhưng hắn đã sinh nhầm thời đại. Thiên tài sinh cùng thời với Mạc Tà, đều là một bi kịch. Bạch Tiên Sinh nghĩ như vậy ở trong lòng. Phía dưới, không gian xung quanh Diệp Huyên bắt đầu bị thế của Mạc Tà bóp nứt, không chỉ vậy, cỗ thế này lại bao phủ Diệp Huyên, khiến hắn gần như không thể hô hấp được. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm cắm xuống đất. Ầm. Một cỗ kiếm thế mạnh mẽ tuôn ra từ trong thanh kiếm trên tay Diệp Huyên. Kiếm thế. Nhưng chẳng mấy chốc, cỗ kiếm thế ấy đã bị thế của Mạc Tà trấn áp. Trên không, ông lão lưng còng cười khẽ, thế của bản thân sao có thể chống lại thiên địa chi thế.
Vị Ương Thiên nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, sắc mặt hơi lạnh lại. Ở phía dưới, sau khi Diệp Huyên phát hiện kiếm thế của hắn bị trấn áp thì bỗng chốc lâm vào trầm mặc. Lúc này đây, hắn nhớ đến cô gái váy trắng. Lần đầu tiên thấy tận mắt cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng đứng ở đầu thuyền, một tiếng kiếm vang, nước sông rút cạn, ngưng tụ thành kiếm của nàng ấy. Vạn vật trong thiên đại đều có thể trở thành kiếm trong tay nàng ấy. Mà dưới kiếm của nàng, vạn vật trong thiên địa đều trở nên yếu đuối. Diệp Huyên nhìn kiếm trong tay mình, là một thanh kiếm bình thường. Hắn nhớ đến một câu nói của cô gái váy trắng. Kiếm mạnh vì người. Kiếm ý thiện ác. Kiếm ý từng bị hắn tản đi giờ lại xuất hiện. Theo sự xuất hiện của hai cỗ kiếm ý này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng nơi chân trời. Chương 1131, nhất kiếm định sinh tử. Trên không, Vị Ương Thiên lần đầu tiên nở nụ cười, thiên địa chi thế. Nói xong, nàng ta nhìn sang ông lão lưng còng ở đối diện, lẽ nào ông chưa từng nghe qua con người có thể chế ngự đất trời? Những người tu luyện như chúng ta, nếu không có lòng muốn nghịch thiên, vậy còn tu luyện để làm gì? Ông lão lưng còng lạnh mặt, đột phá một tâm cảnh mà thôi, có ích gì chứ? Vị Ương Thiên nhìn về phía dưới, vậy để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Ông lão lưng còng cũng nhìn xuống dưới. Ở đấy, kiếm thế của Diệp Huyên tản ra ngày càng mạnh, cuối cùng, kiếm thế của hắn đã hoàn toàn chống lại được cỗ thế mạnh mẽ của Mạc Tà. Diệp Huyên nhấc kiếm đi đến phía Mạc Tà, kiếm tiên linh trong tay hắn đang không ngừng rung lên. Mạc Tà liếc mắt nhìn Diệp Huyên, một khắc sau, hắn ta đột nhiên thả người nhảy lên, giữa không, tay phải hắn lật ngửa lên trời, nhưng sau một chốc, hắn ta lại đột nhiên vỗ ngược xuống dưới. Ầm. Một chưởng này tung xuống như thể muốn phá vỡ thiên địa, một luồng sức mạnh to lớn ập xuống từ không trung, không gian mỗi nơi nó đi qua đều rạn nứt ra từng lớp. Phía dưới, khóe miệng Diệp Huyên đột nhiên cong lên một nụ cười dữ tợn. Hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên trời. Nhất kiếm định sinh tử. Lần này, hắn biết rõ nếu hắn thua, hắn chắc chắn phải chết. Lần này, nếu không thể định được sinh tử của đối phương, thì có nghĩa là hắn phải chết. Lúc này đây, trong đầu Diệp Huyên chỉ còn sót lại một ý nghĩ. Trước mặt Diệp Huyên, Mạc Tà lạnh lùng nhìn hắn. Kiếm của Diệp Huyên từ đầu đến cuối đều không hề đâm vào được da thịt của hắn ta, nhưng trong kiếm của Diệp Huyên lại ẩn chứa một sức mạnh to lớn đang không ngừng chấn động cơ thể hắn ta, nguồn sức mạnh kia rất mạnh, làm hắn ta không hề dám khinh thường. Lòng bàn tay Mạc Tà ra sức đẩy ngược kiếm của Diệp Huyên, đột nhiên, hắn ta nắm chặt lấy kiếm của Diệp Huyên, sau đó trượt theo đường kiếm tung trưởng vào ngực Diệp Huyên, nhưng gần như cùng lúc đó, một phi kiếm đã chém khắp chỗ hiểm toàn thân Mạc Tà. Rầm rầm, hai người liên tục thối lui, mà trong quá trình ấy, Diệp Huyên lại búng tay về phía trước một cái. Chương 1132, là không gian. Xoẹt. Từng tia kiếm quang như điện chớp bắn về phía Mạc Tà, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Mạc Tà, hắn ta vội đưa lòng bàn tay lên quá đỉnh đầu, hô, định. Vừa dứt lời, tất cả phi kiếm đều bị ép dừng lại ngay tại chỗ. Không gian chi lực. Bàn tay Mạc Tà lại nhẹ nhàng phẩy về phía trước đi. Lời vừa dứt, tất cả phi kiếm lại quay ngược chém về phía Diệp Huyên. Tốc độ cực nhanh, không hề chậm hơn phi kiếm của Diệp Huyên chút nào. Nhưng những phi kiếm này vừa đến trước mặt Diệp Huyên đã biến mất một cách im hơi lặng tiếng. Mạc Tà nhìn Diệp Huyên ở phía xa, nhẹ giọng nói, không thể không công nhận, người thật sự rất ngoan cường. Hơn nữa còn có chút dấu hiệu càng đánh càng mạnh. Nói đến đây, tay phải hắn ta chậm rãi nắm lại, may mà ban đầu ta không hề xem thường ngươi, nếu không, e là ta đã chịu thiệt thòi lớn rồi. Pháp thân thiên địa cũng không có nghĩa là vô địch, kiếm của Diệp Huyên có thể làm hắn ta bị thương. Mà nếu lúc trước hắn ta có chút xem thường kiếm này, thì e là đã bị lấy mạng. Không bao giờ được khinh địch. Đây là lời cảnh báo hắn ta tự ra cho bản thân. Mạc Tà đột nhiên giơ tay phải lên, cách không vươn về phía Diệp Huyên, nói với giọng xem thường, phải kết thúc rồi. Vừa dứt lời, tay phải hắn ta đột nhiên xòe ra, trong phút chốc,
không gian chung quanh Diệp Huyên bắt chợt vặn vẹo. Trên không, vị Ương Thiên như thể thấy được điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi, đang định ra tay thì ông lão lưng còng nọ đã chắn trước mặt nàng ta. Trên không trung, vị Ương Thiên và ông lão lưng còng bốn mắt nhìn nhau. Người sau lạnh nhạt nói, tiểu bối tranh đấu với nhau, cung chủ đừng nhúng tay. Vị Ương Thiên khẽ nhíu mày, đang toan ra tay thì cả hai bỗng nhìn xuống nơi Diệp Huyên đang đứng. Tuy không gian vây quanh hắn đang vặn vẹo một cách kỳ dị nhưng hắn lại không mảy may bị ảnh hưởng, không chỉ thế mà không gian còn đang dần dần phục hồi. Ông lão lưng còng không khỏi cau mày, sao lại có thể? Vị Ương Thiên cũng kinh ngạc vô cùng. Là không gian. Lần này Diệp Huyên không hề sử dụng đạo tắc không gian mà chỉ đang sử dụng lực lượng không gian. Sau khi tu luyện trong nghịch cảnh, khả năng nắm giữ lực lượng không gian của hắn đã hoàn toàn khác so với trước kia, lần này chỉ cần lợi dụng nó để chống lại Mạc Tà. Dưới sự điều khiển của Diệp Huyên, không gian khôi phục lại từng chút một. Mạc Tà nhìn thấy mà không khỏi nhăn mày. Không gian dưới chân vỡ vụn, bản thân Diệp Huyên hóa thành một tia kiếm quang vọt tới. Đối diện hắn, Mạc Tà khép tay phải lại, tung quyền ra. Chương 1133, đất trời rung chuyển. Đất trời rung chuyển. Cú đấm này khiến bước tiến của Diệp Huyên chững lại, nhưng linh hồn hắn lập tức rời khỏi cơ thể, vung kiếm chém về phía Mạc Tà. Hắn ta đang muốn tiếp chiêu thì chợt biến sắc, thoát cái đã lùi lại 10 trượng. Bởi vì chiêu này là nhất kiếm định hồn, hoàn toàn nhằm vào linh hồn, pháp thân thiên địa cũng vô dụng, vì vậy hắn ta không thể tiếp, cũng không dám tiếp. Một khi hắn ta lui lại, đó chính là cơ hội cho Diệp Huyên. Mạc Tà vừa dừng bước đã bị hàng loạt tia kiếm quang ập vào người. Diệp Huyên lại lần nữa hiện thân, đâm kiếm thẳng vào giữa chân mày hắn ta. Vẫn là nhất kiếm định hồn. Mạc Tà không tiếp tục thối lui nữa mà chắp tay lại, kẹp kiếm của Diệp Huyên vào giữa, đồng thời sấn người lên tông vào đối thủ. Diệp Huyên lùi bước. Mạc Tà đang chuẩn bị thừa thắng xông lên thì hai tia kiếm quang đã treo lơ lửng trên đầu rồi cắm phập xuống. Choang! Kiếm quang vỡ vụn, nhưng Mạc Tà cũng phải chật vật lùi lại vài trượng. Diệp Huyên lập tức chấp lấy cơ hội lao lên như một tia chớp, chỉ nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt đối phương, kiếm tiên linh trong tay lia qua cổ đối thủ. Mạc Tà không né đường kiếm này, đồng thời tung ra một đấm vào bụng Diệp Huyên. Duỳnh! Diệp Huyên liên tục lui lại đến dưới tường thành. Mạc Tà lao đến nhưng đã có mấy thanh phi kiếm nhào tới níu chân hắn ta lại. Đôi mắt hắn ta liếc nhìn Diệp Huyên, một khắc sau lập tức hóa thành tia sáng lóe lên. Diệp Huyên khẽ biến sắc, lắc mình né tránh, vừa đủ cho cú đá của đối thủ sượt qua bụng, nện vào tường thành khiến nó chấn động một phen rồi nứt ra, nhưng ngay sau đó đã khôi phục như cũ. Diệp Huyên lợi dụng thời cơ rút kiếm chém vào bụng hắn ta. Ong! Thanh kiếm chấn động, Mạc Tà nhíu mày, vung tay quét vào đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức cong lưng ra sau tránh một chiêu này, đồng thời phóng ra mấy thanh phi kiếm nhằm vào họng hắn ta. Choang choang choang! Kiếm quang vỡ nát đồng thời cũng đẩy Mạc Tà lùi lại mười mấy trượng. Nhưng một khắc sau, hắn ta bỗng biến mất. Diệp Huyên biến sắc. Dùng hai tay nắm lấy chuôi kiếm, chém ra nhất kiếm định hồn. Hắn biết trận chiến này không thể sử dụng đường ngang ngõ tắt nào, chỉ có thể dùng cứng đối cứng. Khi còn cách Mạc Tà mười mấy trượng, Diệp Huyên dẫm mạnh chân phải, hóa thành một tia kiếm quang vọt về phía đối thủ. Gần như cùng lúc, Mạc Tà cũng đột nhiên biến mất. Hai người lại lao vào nhau. Chương 1134, vì vậy hắn cũng không thể lui. Trên không trung, vị Ương Thiên và ông lão lưng còng lẳng lặng quan sát trận chiến bên dưới. Người trước không lộ biểu cảm, người sau đã hơi xa sầm mặt. Lão ta không ngờ Diệp Huyên lại ngoan cường đến mức có thể đánh ngang tay với Mạc Tà như vậy, hơn nữa càng đánh càng mạnh. Khi tất cả mọi người đều đang chăm chú quan sát, hai người kia đã bắt đầu lao vào cận chiến. Tiên hiệp hay! Mạc Tà sở hữu thân xác vô địch, phản ứng cực nhanh. Khả năng ứng biến cũng linh hoạt vô cùng. Diệp Huyên lại có kiếm pháp sắc bén, từng chiêu đều nhằm vào chỗ hiểm, đặc biệt là thuật phi kiếm xuất quỷ nhập thần,
mỗi lần tung ra đều khiến người khác khó lòng phòng bị, khiến ai nấy đều kiêng kỵ không thôi. Khả năng cận chiến của hắn chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng đến hình dung, nếu không tu ra được pháp thân thiên địa như Mạc Tà thì căn bản không ai có thể đối chiến với hắn. Một tiếng vang lớn nổ ra, hai người đang giao chiến đồng thời thối lui gần trăm trượng. Những thanh phi kiếm lại vùn vụt bay về phía Mạc Tà như những tia chớp. Hắn ta tung cả hai quả đấm ra đón đỡ, tiếng nổ ầm vang không ngừng bộc phát. Khi Mạc Tà dừng lại, trước mặt hắn là những mảnh vụn rải rác của phi kiếm. Vào giây phút thấy Diệp Huyên xuất hiện, hắn ta nheo mắt lại rồi biến mất, tống một quyền cực nhanh vào ngực đối thủ. Khi nắm đấm tung ra cũng là lúc mũi kiếm trong tay Diệp Huyên lướt băng băng vào cổ họng hắn ta. Lần này vẫn là nhất kiếm định hồn. Nhưng Mạc Tà lại không tránh né. Hai người không ai tránh ai mà đều muốn dùng mạng đổi mạng. Mạc Tà biết rõ, nếu né đường kiếm này thì khả năng hắn ta kết liễu Diệp Huyên được sẽ giảm đi đôi chút. Diệp Huyên cũng biết rõ nếu tránh khỏi cú đấm này thì sẽ bị áp đảo toàn diện từ sức mạnh đến khí thế, khi ấy chỉ còn con đường chết. Vì vậy hắn cũng không thể lui. Những người khác thấy vậy thì nín thở. Lần này chỉ có thể phân định bằng sống chết. Bức tường run lên bần bật, vết nứt lan ra. Diệp Huyên trượt xuống thành một đống, máu không ngừng đọng lại thành vũng dưới thân, nhuộm đỏ mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể như nát vụn, ngũ tạng cũng theo đó mà hòa tan, thậm chí không còn sức để nhấc một ngón tay lên nữa. Hắn nhắm nghiền mắt lại, nhìn thấy từng gương mặt xuất hiện. Chương 1135, là Ác Kỳ Lân. Liên Nhi, An Lan Tú, Mạc Vân Khởi, Khương Cửu, Bạch Trạch. Nghĩ đến những người này, Diệp Huyên đã gần như rơi vào hôn mê, bỗng siết chặt nắm tay. Một khắc sau, một phốc tử nguyên tinh xuất hiện trên ngực, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu chúng. Hắn không muốn chết. Không thể chết. Hắn phải sống. Ý chí cầu sinh mãnh liệt trợ giúp Diệp Huyên xua đuổi cơn buồn ngủ kia đi. Vì hắn biết chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ không bao giờ tỉnh dậy lại nữa. Diệp Huyên nghiến răng ken két, hai tay siết lại in hẳn ra dấu, sử dụng chút sức lực cuối cùng của mình để sống. Vì bản thân, cũng vì muội muội. Ở bên kia, linh hồn của Mạc Tà cũng bắt đầu trở nên hư ảo trong thân thể. Hắn ta hiển nhiên đang nỗ lực bảo vệ nó, nhưng nó vẫn chậm rãi trôi dần đi, nếu cứ tiếp tục thì sẽ hoàn toàn biến mất. Khi ấy sẽ thật sự là thần hồn câu diệt. Bốn bề lặng phắc như tờ, ai nấy đều hồi hộp nhìn cuộc phân định thắng thua giữa hai yêu nghiệt đứng đầu thiên hạ. Trên không trung, Bạch Tiên Sinh bỗng đứng dậy, nói với ông lão lưng còng, trận chiến giữa cả hai nên chấm dứt ở đây chứ. Ông lão ngó xuống Mạc Tà, lẳng lặng một hồi rồi gật đầu, hiển nhiên cũng không muốn để hắn ta bỏ mạng ở đây. Nào ngờ đúng lúc ấy. Linh hồn của Mạc Tà lên tiếng, vẫn chưa kết thúc. Mọi người rối rít nhìn sang, chỉ thấy hắn ta đăm đăm nhìn đối thủ, thốt lên từng chữ, trận chiến giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc. Vừa nói xong, không gian bên cạnh hắn nứt toác, một con yêu thú nhảy ra. Là Ác Kỳ Lân. Nhóm Bạch Tiên Sinh thấy vậy đều biến sắc. Dưới sân, Mạc Tà nhẹ giọng nói, nó là yêu thú của ta, không tính ngoại viện. Sau đó hất đầu về phía đối diện, kết thúc đi. Đế Huyền lắc lắc đầu, nhìn con kỳ lân với một nụ cười như có như không, đây là giống cái đó, chữ thịt, này. Hề hề. Diệp Huyên. Mẹ nó. Diệp Huyên đen mặt lại, tên này sẽ không tạo phản chứ. Chương 1136, một tiếng nổ rền trời vang lên. Nhưng giờ phút này hắn đã không còn quan tâm được nhiều như vậy. Bây giờ hắn chỉ muốn nằm một chỗ để chữa thương thôi. Giờ khắc này hắn đã không còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa. Lần này bị thương thật sự rất nặng. Nặng hơn bất cứ vết thương nào hắn từng chịu. Sau khi Đế Huyền xuất hiện, mọi người trên Táng Thiên Trường Thành đều bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn họ lại hơi ngạc nhiên, tò mò tại sao Diệp Huyên cũng có một con yêu thú. Ngoại trừ tò mò, còn có chút lo lắng nữa. Bởi vì nhìn vẻ ngoài của Đế Huyền thì thấy kém hơn con Ác Kỳ Lân này nhiều lắm. Chuyện phương Tây. Cơ thể cũng không lớn bằng Ác Kỳ Lân. Nhưng khi đối diện với con ác thú thượng cổ trước mặt này,
Đế Khuyển lại không hề sợ hãi chút nào. Đế Khuyển. Nó cũng là ác thú từ thượng cổ đấy. Giữa không trung, ông lão lưng còng đứng đối diện vị Ương Thiên nhìn Đế Khuyển, khẽ nhíu mày lại, một lát sau lão ta lại nhìn sang vị Ương Thiên, đây là yêu thú gì? Tại sao lão phu chưa từng thấy? Vị Ương Thiên nhạt giọng đáp, thế giới rất lớn, ngươi và ta đều nhỏ bé. Ông lão lưng còng hơi nhíu mày lại. Phía dưới, ác kỳ lân trước mặt Đế Khuyển đột nhiên gầm lên, nó nhìn chòng chọc vào Đế Khuyển, trong mắt lộ ra hung quang. Đế Khuyển há miệng, trong miệng nó là một loạt răng nanh sắc bén như lưỡi đao. Im lặng trong chốc lát, hai con ác thú đồng thời biến mất tại chỗ. Ầm. Một tiếng nổ rền trời vang lên. Chẳng mấy chốc, hai con ác thú đã lao vào ác chiến, thực lực chúng nó đều vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa đều chiến bằng cơ thể. Cứng đối cứng. Vị Ương Thiên cũng biến mất theo ngay sau đó. Chẳng mấy chốc sau, trên hư không xa xôi, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Mà phía dưới, Bạch Tiên Sinh đột nhiên nhìn Mạc Cửu ở phía đối diện, đến đây đi. Chương 1137, ai mạnh hơn? Vừa nói xong, ông đã biến mất. Xa xa, cường giả Ma Kha tộc cũng biến mất không thấy tăm hơi. Bắt đầu đại chiến. Lần này là đại chiến toàn diện chân chính. Dưới tường thành, Diệp Huyên vẫn đang nằm yên một chỗ, mà đám người chiến quân đã xông ra ngoài. Liên Vạn Lý thì đứng bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhấc theo đao thanh long, cứ đứng lặng yên như vậy. Mà ở phía xa xa bên cạnh Mạc Tà, Tả Thanh cũng đang lẳng lặng đứng cạnh. Lúc trước Mạc Tà cứng rắn đỡ một chiêu kiếm định hồn của Diệp Huyên, đến bây giờ linh hồn của hắn ta vẫn còn chút mờ ảo, nhưng cũng may, nó không hề tiêu tan toàn bộ. Diệp Huyên và Mạc Tà đều sống sót, nhưng cả hai cũng đã bị trọng thương. Liên Vạn Lý đứng bên cạnh Diệp Huyên nhìn khắp xung quanh, nhẹ giọng nói, thật sự rất kịch liệt đấy. Lúc này đây, nàng ta đột nhiên phát hiện, lúc ở Thanh Thương Giới, chiến tranh giữa đế quốc Đại Vân cùng các nước khác quả thật chỉ như một trò đùa. Nàng ta cúi đầu nhìn Diệp Huyên, thật ra nàng ta rời khỏi Thanh Thương Giới không phải là vì tìm gặp Diệp Huyên. Nàng ta chỉ muốn rời khỏi nơi đó, đến Tinh Không Vô Tận để xem thử. Sự thực chứng minh, bản thân nàng ta đã lựa chọn đúng đắn. Bởi vì nếu vẫn ở lại Thanh Thương Giới, nàng ta sẽ tự vây hãm chính mình đến chết. Đúng lúc này, một cường giả Ma Kha tộc đột nhiên bay vọt đến chỗ Diệp Huyên, rõ ràng là gã muốn nhân cơ hội này để chém giết Diệp Huyên. Liên Vạn Lý liếc nhìn người kia, một khắc sau, đại đao trong tay nàng ta đột nhiên lao ra chém về phía trước. Xoẹt. Đường đao xé rách không trung, cắn nát tất cả. Ầm. Phía xa xa, tên cường giả Ma Kha tộc kia đã bị một đao này đẩy lùi hơn trăm trượng. Liên Vạn Lý nắm tay phải lại, đao thanh long trở về lòng bàn tay nàng ta. Liên Vạn Lý ngẩng đầu nhìn về tinh không xa xôi, nàng ta biết, nếu hai người kia phân ra được thắng bại, thì tất cả sẽ kết thúc. Ai mạnh hơn? Trong hư không xa xăm, từng tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang vọng. Tình hình trận chiến rất kịch liệt. Chương 1138, hai người đều đang tranh giành thời gian. Liên Vạn Lý thu hồi tầm mắt lại, nàng ta lại nhìn Đế Khuyển và Ác Kỳ Lân, hai con ác thú này khí thế hừng hực, vô cùng quyết liệt. Bây giờ đã lâm vào cục diện bế tắc. Liên Vạn Lý vẫn không ra tay, nàng ta cứ lẳng lặng đứng như thế. Bởi vì nếu nàng ta rời đi, Diệp Huyên chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Cứ thế, sau khoảng chừng một canh giờ giằng co, xung quanh người chết càng ngày càng nhiều, hai bên đều có người thiệt mạng, mà Liên Vạn Lý phát hiện, hai bên không ai bỏ chạy cả, toàn bộ đều chiến đến chết. Đúng lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên ngẩng đầu nhìn về không trung, nơi đó, một cường giả của tinh vực Vị Ương rơi xuống từ trên trời. Cường giả tạo hóa cảnh. Bây giờ đã bắt đầu có cường giả tạo hóa cảnh ngã xuống. Liên Vạn Lý nắm đao, trầm mặc. Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng hấp thu tử nguyên tinh, bây giờ hắn cần nhất là phải chữa khỏi thương thế. Mà phía đối diện, Mạc Tà cũng đang nhanh chóng khôi phục lại linh hồn của bản thân. Hai người đều đang tranh giành thời gian. Mà Tả Thanh và Địa Sát vẫn luôn canh giữ gắt gao ở bên cạnh Mạc Tà.
Khoảng chừng một khắc sau, Diệp Huyên ngồi xếp bằng, mà linh hồn Mạc Tà cũng đã về lại trong thân thể, nhưng cả hai đều không hề động thủ. Diệp Huyên là vì thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, còn Mạc Tà là vì linh hồn vẫn chưa dung hợp lại với xác thịt, hơn nữa, linh hồn cũng chưa khôi phục lại toàn bộ. Đúng lúc này, nơi cuối chân trời xa xôi, một âm thanh nổ vang dữ dội, một khắc sau, toàn bộ hư không chân trời rung lên kịch liệt, như thể động đất toàn cầu. Liên Vạn Lý ngẩng đầu nhìn không trung, chẳng mấy chốc, phía chân trời bắt đầu rạn nứt ra từng khe hở, một lát sau, toàn bộ chân trời đột nhiên vỡ tan, hóa thành một màn đen kịt. Vị Ương Thiên nhíu mày lại, có ý gì? Ông lão lưng còng nhìn khắp bốn phía, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, mà đúng lúc này, không gian bốn phía đột nhiên rung lên kịch liệt, nương theo những chấn động này, từng sợi hồng quang đột nhiên rỉ ra từ khắp bốn phía không gian. Thấy cảnh này, vị Ương Thiên khẽ nhíu mày, nàng ta vung hai tay về hai bên, không gian lập tức vỡ tan, nhưng những tia hồng quang kia vẫn tồn tại. Vị Ương Thiên nhăn mày lại càng chặt, hai tay nàng ta đột nhiên đổi thành nắm đấm, thân thể xoay tròn thành vòng. Chương 1139, Thần Pháp Sư. Một luồng khí mạnh mẽ tràn ra xung quanh nàng ta, luồng khí này không ngừng ngăn cản những tia hồng quang kia, nhưng luồng khí này chẳng mấy chốc đã bị ăn mòn. Sắc mặt vị Ương Thiên khẽ biến, nàng ta vung tay ngọc lên, một cái đai ngọc rực rỡ sắc màu đột nhiên bay ra, một khắc sau, đai ngọc nhiều sắc màu bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cản lại những tia hồng quang kia. Nhưng khi đai ngọc nhiều màu sắc kia đối diện với đám hồng quang nọ, vậy mà lại bắt đầu bị ăn mòn từng chút một. Mà phía đối diện vị Ương Thiên, ông lão lưng còng cũng lấy ra một lá chắn màu ám kim cực lớn, lá chắn này bảo bọc khắp xung quanh lão ta, nhưng lá chắn này cũng không thể chống đỡ được sự bào mòn của những tia hồng quang kia. Thấy cảnh này, sắc mặt ông lão lưng còng trở nên vô cùng khó coi, đây chính là tia vũ trụ. Nói xong, lão ta nhìn khắp bốn phía, những người này muốn thừa nước đục thả câu. Phía đối diện ông lão lưng còng, vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn chung quanh, người dẫn đến. Ông lão lưng còng quay đầu nhìn về phía bên phải, đại tôn, còn chưa ra. Thần Pháp Sư. Pháp Sư cấp bậc cao nhất của dị vực, có thể nói là cường giả tối cao ở dị vực, những người này ai cũng nắm trong mình bí thuật trí thượng được lưu truyền vạn năm trong dị vực. Lúc trước khi nàng ta đến dị vực chưa từng thấy một vị thần Pháp Sư nào, lúc đó nàng ta hẳn còn thấy kỳ quái, nhưng không ngờ, họ lại xuất hiện ở đây. Nghe vị Ương Thiên nói thế, người đàn ông mặc áo bào trắng cười nói, cung chủ vị Ương thật tinh mắt. Hơn nữa, cung chủ có thể chống đỡ tia vũ trụ, không hổ là cường giả mạnh nhất vùng tinh vực này. Chương 1140, không lưu được một ai. Lúc này, ông lão lưng còng đột nhiên nói, đại tôn, người nói không giữ lời. Đại tôn nhìn ông lão lưng còng ở sau lưng, cười nói không giữ lời. Ta chỉ đồng ý với ông là cùng liên thủ tiêu diệt vị Ương Thiên, chứ không nói không giết Ma Kha tộc. Nói xong, ông ta nhìn hai người một lát rồi cười bảo, nói thật, nếu hai người các ngươi không tự làm hại lẫn nhau, thì chúng ta quả thật không dám tùy tiện ra tay. Vị Ương Thiên siết chặt tay phải lại, đang định ra tay thì đúng lúc này, đại tôn đột nhiên cười nói, cung chủ vị Ương, đừng lãng phí khí lực nữa. Sáu vị thần Pháp Sư này dốc hết toàn lực, đồng thời lấy pháp tuyển bản nguyên của dị vực ra để bày đại trận này, chỉ cần sáu người bọn họ không chết, tia vũ trụ sẽ vô cùng vô tận, người không ngăn được. Nói đến đây, ông ta đột nhiên nhìn Diệp Huyên ở phía dưới, ông ta đánh giá Diệp Huyên một lượt rồi khẽ cười nói, đây là Diệp Huyên nắm giữ bảo vật đó sao? Sau lưng đại tôn, một thần Pháp Sư gật đầu, chính là người này. Chúng ta đã điều tra, hình như sau lưng hắn có một cường giả bí ẩn, nhưng thân phận cụ thể thì không biết. Đại tôn khẽ cười, có thể có được bảo vệ này, hắn tất nhiên là không hề đơn giản rồi. Được rồi, không nhiều lời nữa. Giết người này và Mạc Tà của Ma Kha tộc luôn cho ta. Hai người này, không lưu được một ai. Đại tôn vừa dứt lời, giữa không trung có hai tàn ảnh đột nhiên xé không bay xuống. Một hướng về phía Diệp Huyên, một hướng về phía Mạc Tà. Thấy cảnh này, vị Ương Thiên và ông lão lưng còng ở trên không trung đều biến sắc.
Nhưng khi cả hai vừa định ra tay thì xung quanh lại xuất hiện vô số tia vũ trụ, những tia vũ trụ này cứ như một tấm lưới bao trùm lấy hai người. Mà một bên khác, Tả Thanh cùng mấy người địa sát cũng gắt gao che chắn trước mặt Mạc Tà. Nhưng bởi vì lúc trước hai bên đã ác chiến với nhau, nên lúc này trạng thái của Tả Thanh và nhóm chiến quân đều không ở thời kỳ đỉnh cao, chẳng mấy chốc, vừa giao thủ một trận mà cả hai nhóm đều bị áp chế. Liên Vạn Lý đứng cạnh Diệp Huyên, cầm đao Thanh Long lẳng lặng đứng. Đột nhiên, chương 1141, vừa chính xác vừa tàn nhẫn. Thanh trường đao trong tay Liên Vạn Lý đột nhiên bổ về phía trước. Không gian rạn nứt, một tàn ảnh tự trong không gian thối lùi liên tục. Liên Vạn Lý lạnh lùng liếc nhìn tàn ảnh kia, muốn giết hắn, đã hỏi qua bản vương chưa? Vừa dứt lời, nàng ta đang định cầm đao xông đến, nhưng đúng lúc này, nàng ta như nghĩ đến điều gì nên vội vàng dừng lại, tiếp đó, nàng ta nhấc đao về lại cạnh Diệp Huyên. Ở xa xa, bóng đen kia đột nhiên biến mất. Liên Vạn Lý nhấc đao chém ra. Một tiếng nổ vang lên, bóng đen kia lại lần nữa bị đẩy lùi, nhưng một khắc sau, xung quanh Liên Vạn Lý lại xuất hiện hơn 10 cường giả mặc áo đen. Liên Vạn Lý cau mày lại, có bản lĩnh thì đấu một chọi một. Mười mấy người kia không hề để ý đến nàng ta mà vọt thẳng đến. Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyên, người tự bảo trọng đi. Vừa dứt lời, nàng ta nhấc đao chém về phía trước. Người mặc áo đen xông lên đầu tiên đã bị một đao của Liên Vạn Lý đánh bay, nhưng một khắc sau, một thanh trường kiếm đã đâm thẳng đến sau gáy nàng ta. Liên Vạn Lý phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh, thoát được một mạng, cùng lúc đó, đao Thanh Long trong tay nàng ta đột ngột quét ngang. Ba tên áo đen kia bị đánh bay, thế nhưng sau một khắc, mấy bóng đen khác lại vây quanh lấy Liên Vạn Lý. Cùng lúc đó, một tên áo đen cầm trường kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện phía sau Diệp Huyên, gã lập tức tung một chiêu kiếm đâm vào gáy Diệp Huyên. Vừa chính xác vừa tàn nhẫn. Chiêu kiếm này vừa đâm xuống, người áo đen lộ nụ cười. Nhưng một chốc sau, sắc mặt gã đột nhiên tái lại, gã lập tức muốn lùi, nhưng một thanh phi kiếm đã xuyên thẳng qua cuống họng của gã. Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyên, khỏe rồi. Diệp Huyên gật gật đầu, khỏe rồi. Nói xong, hắn nhìn Đế Huyền ở cách đó không xa, bấy giờ Đế Huyền đã không còn giao thủ với Kỳ Lân Đen kia nữa, Kỳ Lân Đen đã trở lại bên cạnh Mạc Tà, nhưng ánh mắt của nó vẫn nhìn chằm chằm vào Đế Huyền và Diệp Huyên, trong mắt vẫn tràn đầy lệ khí và hung quang như cũ. Chương 1142, sự việc rất nghiêm trọng. Đế Huyền trở lại trước mặt Diệp Huyên, con ác Kỳ Lân này có huyết thống rất thuần khiết, dòng chính thống đấy. Diệp Huyên hỏi, nó với ngươi, huyết thống của ai cao hơn? Đế Huyền trầm mặc chốc lát, sau đó nói, không khác nhau mấy, vì vậy ta không dùng huyết thống áp chế nó được. Nói xong, nó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tiểu tử, hình như ngươi lại có thêm kẻ địch mới xuất hiện. Kẻ địch mới? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên không trung, lúc này đây, vị Ương Thiên và ông lão lưng còng của Ma Kha tộc vẫn đang bị vây hãm. Thấy vị Ương Thiên bị bao vây, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trầm xuống. Sự việc hơi nghiêm trọng rồi. Giữa không trung, người đàn ông mang áo bào trắng đánh giá Diệp Huyên một lượt, sau đó cười nói, quả thật rất yêu nghiệt, tốc độ của phi kiếm đó, e là người cùng cấp không có lấy một ai có thể chống đỡ được. Chuyện kiếm hiệp hay. Nói xong, ông ta quay đầu lại, không phải muốn biết thêm về thiên tài của tinh vực vị Ương sao. Đi ra đi. Vừa dứt lời, không gian ở ngoài vài chục trượng đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một nam một nữ bước ra. Người nam mặc trường bào đen, tóc dài xõa vai, bên hông dắt một thanh trường đao bóng loáng, mà cạnh y là một cô gái mang váy sen bó sát người, môi hồng răng trắng, vô cùng xinh đẹp. Thanh niên nhìn Diệp Huyên và Mạc Tà ở phía dưới, ngươi chọn đi. Cô gái ở bên cạnh nhìn về phía Diệp Huyên, hắn. Vừa dứt lời, nàng ta bay thẳng xuống dưới, bay rất chậm, cứ như một đóa hoa tuyết rơi từ không trung xuống. Thấy cảnh này, Diệp Huyên ở phía dưới khẽ nhíu mày lại, Đế Huyền bên cạnh hắn hỏi, đánh không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta không đánh được không?
Đế Khuyển đáp, hình như không, người phụ nữ kia đến đánh ngươi mà. Bây giờ hắn chỉ muốn chữa thương cho khỏi hẳn, bởi vì hắn phát hiện, tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Nhất là khi vị Ương Thiên đang bị vây nhốt. Sự việc rất nghiêm trọng. Diệp Huyên bắt đầu chữa thương, Đế Khuyển canh giữ ở bên cạnh hắn, trong tình huống này, chắc chắn có rất nhiều người muốn Diệp Huyên chết. Mà một bên khác, Tả Thanh ở cạnh Mạc Tà cũng vọt đến trước thanh niên áo đen kia. Chương 1143, liều mạng đấu một trận. Cho dù là Diệp Huyên hay Mạc Tà, lúc này đây cả hai đều cần phải chữa thương, bởi vì sức chiến đấu hiện tại của bọn họ chắc chắn là vô cùng yếu ớt. Trên không, người đàn ông mặc áo bào trắng liếc nhìn Diệp Huyên cùng Mạc Tà, sau đó ánh mắt của ông ta lại rời sang vị Ương Thiên và ông lão lưng còng. Vị Ương Thiên vẫn vô cảm, cái đai nhiều màu xung quanh nàng ta đã sắp bị tia vũ trụ phá hủy, lá chắn màu ám kim của ông lão lưng còng cũng vậy, đã bắt đầu trở nên mờ ảo. Người đàn ông mặc áo bào trắng đột nhiên quay đầu sang một vị thần pháp sư ở bên cạnh tăng nhanh tốc độ. Thần pháp sư kia khẽ gật đầu, một khắc sau, khẩu quyết đọc thầm của ả tăng nhanh, toàn bộ không trung phía chân trời trên Táng Thiên Trường Thành đột nhiên chấn động, ngay sau đó, không gian bắt đầu nứt ra từng lớp, vô số tia vũ trụ tràn ra từ những khe nứt này. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều biến sắc. Nếu để những tia vũ trụ này rơi xuống, toàn bộ Táng Thiên Trường Thành sẽ hóa thành than cho trong chớp mắt, không chỉ thế, mọi người ở đây cũng sẽ chết hết. Trừ đám người vị Ương Thiên gia, ai có thể chống đỡ được đám tia vũ trụ này? Không người nào cả. Diệp Huyên cũng nghiêm mặt lại, Đế Khuyển huynh, người chống đỡ được không? Đế Khuyển suy nghĩ một chút, sau đó đáp, ta có thể chạy trốn. Diệp Huyên. Đế Khuyển nhìn về phía Diệp Huyên, trốn không? Diệp Huyên liếc nhìn chiến quân và Trọc ở xa vẫn đang còn chiến đấu, hắn im lặng. Đế Khuyển trầm giọng nói, đại ca à, thật sự đánh không lại đâu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao? Đế Khuyển trầm mặc. Bởi vì những người này xuất hiện ở đây, có một phần nguyên nhân chính là đến tìm Diệp Huyên, bởi thế, ai cũng có thể trốn, chỉ riêng Diệp Huyên là không. Cho dù hắn có trốn thế nào đi chăng nữa, những người này cũng sẽ không buông tha cho hắn. Lúc này, Diệp Huyên đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, các ngươi tránh ra chút đi, ta muốn tung đại chiêu. Đế Khuyển. Sao nàng ta có thể đến đây? Diệp Huyên vô cùng khó hiểu. Trên không trung, họa sư nhìn thoáng qua chân trời, một giây sau, nàng ta lấy một nghiên mực ra từ trong túi vải. Sau đó ném lên trời, chân trời lập tức xuất hiện một vùng đen. Vùng đen này tựa như mực bao phủ cả chân trời, cùng lúc đó, mực còn chặn lại những tia vũ trụ kia. Chương 1144, người đó chính là Đại Tôn. Trên không trung, Đại Tôn kia nhìn thẳng vào họa sư, trong mắt ông ta lộ vẻ nghiêm túc. Sáu thần pháp sư cũng nhìn về phía họa sư. Họa sư ngẩng đầu nhìn vị Ương Thiên bị nhốt trên không trung. Cười nói, đến muộn rồi. Dứt lời, nàng ta đang muốn ra tay, đúng lúc này, Đại Tôn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng ta, Đại Tôn nhìn họa sư chắc hẳn các hạ là vị họa sư kia. Họa sư cười khẽ, là ta. Đại Tôn đáp, xin chỉ giáo. Dứt lời, ông ta mở lòng bàn tay ra, một điểm sáng lặng lẽ ngưng tụ, chẳng mấy chốc, điểm sáng này càng lúc càng lớn, cuối cùng là bao phủ cả ông ta và họa sư lại. Vị Ương Thiên ở bên kia đột nhiên đánh hai trưởng ra. Ầm ầm. Chân trời rung động kịch liệt, những tia vũ trụ kia cũng bắt đầu chấn động. Thấy cảnh này, sắc mặt sáu thần pháp sư kia thay đổi, sáu người vội vã tay kết pháp quyết, sau đó bắt đầu đọc thầm chú ngữ, chẳng mấy chốc, không gian xung quanh vị Ương Thiên bắt đầu rung động, những lực lượng thần bí tập trung về phía vị Ương Thiên. Ông lão lưng còng ở đối diện vị Ương Thiên giơ hai tay ra đè xuống dưới. Ầm ầm. Chân trời truyền đến tiếng nổ vang, sau đó, không gian bắt đầu rạn nứt. Sáu thần pháp sư nhìn nhau, một giây sau, sáu người vây lại một chỗ, ngón tay tạo thành hình tam giác, miệng nhanh chóng lẩm bẩm cái gì đó, chẳng mấy chốc, trên đầu vị Ương Thiên và ông lão lưng còng xuất hiện chú ấn lớn màu vàng. Ầm ầm.
những tia sáng màu vàng không ngừng bao phủ xuống chú ấn, chẳng mấy chốc, không gian xung quanh vị Ương Thiên và ông lão lưng còng bắt đầu bình thường trở lại. Cùng lúc đó, những tia sáng màu vàng này không ngừng bắn về phía vị Ương Thiên và ông lão. Vị Ương Thiên giơ tay về phía trước, những tia sáng màu vàng kia đều bị chặn lại một. Nhưng những tia sáng màu vàng kia vẫn không ngừng tấn công vị Ương Thiên và ông lão lưng còng như vô cùng vô tận. Đúng lúc này, ông lão đột nhiên nói với vị Ương Thiên, cung chủ vị Ương, để ta ngăn cản, người phá trận pháp này đi. Nói xong, ông ta xuất hiện trước mặt vị Ương Thiên, một giây sau, ông ta chắp hai tay lại, đánh một chưởng lên trên. Oanh! Người đó chính là Đại Tôn. Đại Tôn nhìn chằm chằm họa sư, người mạnh hơn trong tưởng tượng của ta đấy. Họa sư cười khẽ, ông cũng không yếu như ta nghĩ. Đại Tôn nhẹ giọng nói, vậy à? Chương 1145, nguồn sức mạnh kia lập tức vỡ tan. Dứt lời, ông ta vung tay phải lên, bên cạnh đột nhiên xuất hiện ba truyền tống trận, chẳng mấy chốc, không gian xung quanh bắt đầu rung động, hai ông lão nhanh chóng bước ra từ bên trong, mà sau lưng bọn họ còn có gần 100 người. 100 người này đều cầm trường thương trong tay, mặc áo giáp đen, trên người phái ra hơi thở mạnh mẽ. Ngoài ra trong đường hầm không gian còn có vô số yêu thú bay ra, những con yêu thú này có vóc dáng khổng lồ, hơi thở rất mạnh. Đại quân. Đây là đại quân xâm lấn. Nhìn thấy cảnh này, họa sư cau mày, các ngươi đến từ tinh vực nào? Đại Tôn cười đáp, tinh vực Thiên Hà. Nghe vậy, họa sư càng nhíu chặt mày hơn, tinh vực Thiên Hà cách nơi này rất xa, sao các ngươi lại đến đây? Nói đến đây, nàng ta đột nhiên nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới, đến vì hắn sao? Đại Tôn nói, không hoàn toàn là vậy. Họa sư nhẹ giọng nói, hiểu rồi. Chắc hẳn các ngươi biết Ma Kha tộc đang giao chiến với tinh vực vị Ương ta, vì thế muốn làm ngư ông đắc lợi. Đại Tôn cười nói, họa sư các hạ, với thực lực của ngươi, nơi nào không đi được. Sao phải ở lại chiến đấu vì tinh vực vị Ương này chứ, đúng không? Họa sư cười nói thế nào nơi này cũng là quê hương, sao có thể để người ngoài dẫm đạp được. Dứt lời. Nàng ta mở lòng bàn tay ra, trong bàn tay lặng lẽ ngưng tụ một cây bút. Nhìn thấy cây bút này, sắc mặt Đại Tôn đột nhiên trở nên nặng nề. Đại Tôn từ từ siết chặt tay phải, giết. Dứt lời, ông ta xông thẳng về phía họa sư. Hai ông lão khác cũng xông về phía vị Ương Thiên và ông lão lưng còng, vì lúc này, dưới sự tấn công của vị Ương Thiên, trận pháp kia đã sắp thành mảnh vụn. Cảm nhận được hai ông lão vào tới, vị Ương Thiên cau mày, nàng ta giơ tay đánh ra một chưởng. Ầm ầm. Ầm. Nguồn sức mạnh kia lập tức vỡ tan. Nhưng vô số ngọn lửa xung quanh vẫn không ngừng bắn nhanh về phía nàng ta. Vị Ương Thiên quay đầu nhìn sáu thần pháp sư ở cách đó không xa, một giây sau, nàng ta dậm chân phải một cái, bay về phía sáu người, chỗ nàng ta đi qua, không gian không ngừng nứt toác. Chương 1146, máu tươi chảy xuống. Phía xa, sắc mặt sáu thần pháp sư thay đổi, bọn họ bấm quyết, một tấm chắn màu đỏ chặn khổng lồ trước mặt vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên đánh tới một quyền. Ầm. Tấm chắn lập tức nứt ra. Nhưng bản thân vị Ương Thiên cũng chấn động đến mức lùi về sau mười mấy tượng. Phía xa, thần pháp sư dẫn đầu nhìn chằm chằm vị Ương Thiên, trầm giọng nói. Thực lực của cô gái này đúng là mạnh hiếm thấy, nếu không phải lúc trước nàng ta đại chiến với Ma Kha tộc nên tốn quá nhiều sức, thì e rằng sáu người chúng ta liên thủ cũng không thể ngăn cản nàng ta. Ông lão bên cạnh ông ta cũng nghiêm túc đáp, rất mạnh. Bắt đầu sử dụng cấm thuật chưa? Thần pháp sư dẫn đầu lắc đầu, vẫn chưa đến lúc. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên bên dưới, sau đó nhanh chóng cau mày. Bên dưới. Trước mặt Diệp Huyên, Chọc, Chiến Quân và Liên Vạn Lý đang chống lại đám người giáp đen kia, nhưng lúc này ba người đều bị áp đảo. Những người áo đen này thật sự rất mạnh. Đế Huyền và con kỳ lân đen kia thì đang ngăn cản vô số thú. Lúc này hai con yêu thú không hẹn mà cùng chọn liên thủ, không liên thủ thì chỉ có một con đường chết thôi. Trên không trung, thần pháp sư dẫn đầu trầm giọng nói, không thể tiếp tục như thế nữa. Đừng nương tay.
Ông lão bên cạnh ông ta gật đầu, sau đó, lão giơ tay phải vung một đường sang bên cạnh, không gian nứt ra, chẳng mấy chốc, sâu trong không gian như có thứ gì đó chạy sang bên này. Chỉ chốc lát, một người khổng lồ đầu đá chạy ra từ trong không gian. Người khổng lồ này trông như một ngọn núi nhỏ, đôi mắt đỏ như máu, trên người bốc lên ngọn lửa màu đỏ, sau khi nó xuất hiện đã lập tức vỗ hai tay về phía trước. Ầm ầm. Cả chân trời chấn động dữ dội. Thần pháp sư dẫn đầu chỉ vào Diệp Huyên bên dưới, giết. Nghe thấy mệnh lệnh của thần pháp sư, người khổng lồ cúi đầu nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới, một giây sau, nó xông về phía Diệp Huyên. Hành động của nó khiến không gian không ngừng rung động, cực kỳ đáng sợ. Bên dưới, nhìn thấy người khổng lồ xông tới, Liên Vạn Lý đang giao thủ với người khác hơi thay đổi sắc mặt, nàng ta lập tức từ bỏ đối thủ trước mặt, xoay người xông về phía người khổng lồ này, nhưng nàng ta vừa xoay người, một thanh trường thương lập tức đâm qua bả vai của nàng ta. Người khổng lồ đầu đá đánh xuống, Liên Vạn Lý lập tức lùi xa mấy trăm trượng, nàng ta vừa mới dừng lại, trong miệng đã có máu tươi chảy ra. Liên Vạn Lý ngẩng đầu nhìn người khổng lồ này, nhẹ giọng nói, lợi hại đấy. Nói xong, nàng ta ném đao thanh long về phía xa. Vụt. Chương 1147, muốn hắn chết. Đao chém rách bầu trời, chém rách mọi thứ. Phía xa người khổng lồ đầu đá kia đột nhiên dừng lại, nó xoay người đánh một quyền tới. Ầm. Cú đấm này khiến đao thanh long bay người về. Cách đó không xa, Liên Vạn Lý híp mắt lại, nàng ta nghiêng người tránh né, đao thanh long chém thẳng lên tường thành cách sau lưng nàng ta không xa. Ầm. Tường thành rung mạnh, lập tức rạn nứt. Nhưng vẫn chưa sụp xuống. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên xoay người, một nắm đấm khổng lồ đã đánh tới trước mặt nàng ta. Muốn tránh cũng không được. Liên Vạn Lý giơ tay chặn lại. Ầm. Nàng ta lập tức bay ra ngoài, sau đó đập thẳng lên tường thành. Trên mặt đất, trong miệng Liên Vạn Lý có máu tươi không ngừng chảy ra, cùng lúc đó, hai tay của nàng ta đã bị chấn động đến mức nứt ra, có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Lúc này, người khổng lồ ở phía xa bay về phía Diệp Huyên, thấy thế, sắc mặt Liên Vạn Lý hơi thay đổi, nàng ta bay tới không trung trên đầu Diệp Huyên, đang muốn nhấc đao, nhưng nàng ta phát hiện, hai tay mình đã không động đậy được nữa. Liên Vạn Lý ngây người, sau đó nàng ta nhìn nắm đấm khổng lồ đang đánh xuống, hơi mờ mịt, vì sao bản vương phải tự đâm đầu vào chỗ chết thế? Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên bên dưới, lẩm bẩm, chết vì tên này, không đáng cho lắm. Lúc này, nắm đấm đã tới. Ầm. Vào khoảnh khắc nắm đấm giáng xuống, một thanh kiếm đột nhiên chặn nắm đấm lại. Mà vì mình, bạn bè trước đây bị liên lụy, muội muội bị liên lụy, bây giờ Liên Vạn Lý trước mắt cũng bị liên lụy. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên dữ tợn. Hắn nhẹ nhàng lau sạch máu tươi trên khóe miệng Liên Vạn Lý, sống mà nhìn ta chút giận cho cô đây. Chương 1148, mạng sống quan trọng hơn. Dứt lời, hắn xoay người nhìn về phía người khổng lồ, lúc này nó cũng đang nhìn hắn, một giây sau, người khổng lồ nhảy lên một cái, đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Một quyền đánh ra, không gian lập tức trở nên mờ ảo. Tay phải của Diệp Huyên siết chặt thanh kiếm, vẻ mặt ngày càng dữ tợn, lúc cú đấm này đi tới chỗ cách hắn khoảng một trượng, hắn đột nhiên chém ra một chiêu kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Ong. Chiêu kiếm chém ra, tiếng kiếm reo rung động chân trời. Chiêu kiếm này của Diệp Huyên đâm thẳng vào nắm đấm của người khổng lồ. Cứng đối cứng. Ầm. Một tiếng nổ vang lên. Sau đó, người khổng lồ này liên tục lùi về sau, cùng lúc đó, nắm đấm của nó bắt đầu dần nứt toác. Diệp Huyên đột nhiên nhảy lên một cái, chém một kiếm xuống. Người khổng lồ này ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, nó giận dữ gầm lên, vung tay trái vào trong không trung. Không gian chỗ cánh tay nó quét qua đều lập tức rạn nứt. Trên không trung, Diệp Huyên cầm kiếm bằng hai tay rồi lại chém xuống. Phụt. Chiêu kiếm này lập tức chém đứt cánh tay của người khổng lồ, mấy thanh phi kiếm muốn chém lên cổ họng của nó, nhưng phi kiếm lại không thể phá được phòng ngự.
Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nâng kiếm bay tới chỗ đầu của nó, một giây sau, hắn đột nhiên vung ngang kiếm. Xoẹt! Đầu của người khổng lồ này lập tức bay ra ngoài. Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Huyên cười khổ lắc đầu, thật ra hắn cũng hơi khó chịu, vì uy lực của chiêu kiếm này có liên quan đến cơn giận của hắn. Hắn càng nổi giận, càng muốn giết người, thì chiêu kiếm này sẽ càng mạnh, ngược lại dưới tình huống bình thường, uy lực của nó lại rất bình thường. Tiểu tử! Lúc này, trên không trung xa xa đột nhiên vang lên tiếng gọi của Đế Khuyển. Chương 1149, mặt đất là một màu đỏ ngầu. Diệp Huyên vội quay đầu nhìn Đế Khuyển, lúc này, Đế Khuyển và con ác kỳ lân kia đang bị vô số yêu thú vây công. Tuy Đế Khuyển và ác kỳ lân có thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu được chuyện bị vây công. Đế Khuyển giận dữ nói, còn không mau tới giúp đỡ. Diệp Huyên cười ngượng ngùng, sau đó xoay người nhìn về phía Liên Vạn Lý, ta sẽ đưa cô đến một chỗ nghỉ ngơi. Nói xong, hắn bèn đưa Liên Vạn Lý vào trong tháp giới ngục, sau đó bay về phía đám yêu thú trong không trung. Bên trong tháp giới ngục, Liên Vạn Lý hơi ngạc nhiên quan sát xung quanh, lúc này, Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt nàng ta, Liên Vạn Lý chớp mắt, thật đáng yêu. Tiểu Linh Nhi. Bên ngoài, lúc Diệp Huyên xông về phía Đế Khuyển, vô số tia phi kiếm cũng tới theo, chẳng mấy chốc, trong không trung lại vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Thần Pháp Sư dẫn đầu đang đứng trong đám mây trên chân trời đột nhiên quay đầu nhìn xuống dưới, khi thấy Diệp Huyên còn sống, sắc mặt ông ta lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lúc này, ông ta lại quay đầu một lần nữa, nhìn thấy vị Ương Thiên đã xuất hiện trước mặt ông ta. Thấy thế, Thần Pháp Sư dẫn đầu hoàn toàn biến sắc. Ông ta giơ hai tay về phía trước, ngọn lửa lơ lửng bên cạnh ông ta lập tức biến thành một làn sóng lửa như muốn nhấn chìm lấy vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên đấm ra một quyền. Ầm. Những ngọn lửa kia lập tức vỡ tan. Mà lúc này, thần Pháp Sư kia đã lùi về sau mấy trăm trượng, cùng lúc đó, hai ông lão áo bảo đen xuất hiện trước mặt ông ta. Thần Pháp Sư tên Ngôn Sinh do dự một lát, cuối cùng, ông ta nhìn năm người phía sau, bắt đầu sử dụng cấm pháp. Dứt lời, sáu người bấm thủ ấn, bắt đầu đọc thầm chú ngữ, chẳng mấy chốc một trận pháp lớn màu đỏ xuất hiện trên không trung. Sau khi trận pháp lớn này xuất hiện, bầu trời lập tức tối lại. Mặt đất là một màu đỏ ngầu. Vị Ương Thiên nhìn trận pháp màu đỏ kia, nàng ta cau mày, từ từ siết chặt tay phải. Chương 1150, kiếm quang chém rách không gian. Lúc này, trong trận pháp màu đỏ kia đột nhiên xuất hiện một con mắt to đỏ như máu, con mắt này nhìn thẳng về phía vị Ương Thiên, sau đó, một cột sáng mang màu đỏ như máu bắn mạnh ra từ trong mắt. Không gian chỗ nó đi qua lập tức biến thành một màu đen kịt. Phía xa, vị Ương Thiên mở lòng bàn tay ra, xoay nhẹ một cái, một sức mạnh cường đại phát ra từ trong lòng bàn tay của nàng ta. Chuyện tiên hiệp hay. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc không ngừng vang dội trong thiên địa. Vị Ương Thiên bị chấn động liên tục lùi lại chừng nghìn trượng. Lúc này, hai ông lão áo bảo đen cũng muốn ra tay, nhưng Ngôn Sinh ở cách đó không xa đột nhiên nói, giải quyết Diệp Huyên kia trước. Giải quyết Diệp Huyên. Hai người lấy lại tinh thần, mục đích quan trọng nhất của bọn họ lúc này không chỉ là tiêu diệt Ma Kha tộc và tinh vực Vị Ương, còn có bảo vật trên người Diệp Huyên nữa. Hai người lao nhanh xuống bên dưới. Diệp Huyên ở bên dưới như cảm nhận được điều gì, sắc mặt thay đổi, hắn đang muốn ra tay thì A quỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt, một giây sau, một cái liềm đỏ như máu phóng lên trời. Trên không trung, một ông lão trong đó đột nhiên đánh xuống một chưởng. Không gian lập tức biến dạng, A quỷ còn chưa tiếp xúc được đối phương đã chấn động đến mức liên tục lùi về. Nhưng một giây sau, gã lại biến mất một cách kỳ lạ, lúc xuất hiện một lần nữa đã ở trước mặt ông lão áo bảo đen kia, cùng lúc đó, cái liềm đỏ như máu đã xuất hiện ở chỗ cổ họng của ông lão. Xoẹt! Có tiếng xé rách vang lên. Nhưng ông lão áo bảo đen đã biến mất, A quỷ nhanh chóng xoay người chém lưỡi liềm xuống lần nữa. A quỷ bay thẳng về phía sau, nhưng vào khoảnh khắc bay ra ngoài, lưỡi liềm trong tay gã đã rời khỏi tay. Chém thẳng lên trên một cái bóng màu đen. Thấy thế,
Diệp Huyên không chút do dự chém nhanh một kiếm về phía trước. Vụt! Kiếm quang chém rách không gian. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.